Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mẫu rất là mới, đó là cái khăn trải bàn rất là đẹp các bác. Các bác xem video thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là bom hàng các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200k trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Các bác lên mã giúp cho em đó là khăn trải bàn nhé. Con này thì chất liệu của nó sẽ là bên trên của nó sẽ là bằng một cái lớp dệt rất là đẹp luôn. Bên trên một cái lớp dệt rất là đẹp này. Bên dưới của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là vải. Nó giống như là một cái dạng là vải phủ ni lông. Cho nên là nó chống được nước các bác nhé. Chống được nước nó rất là tốt. Đấy, bền đẹp chắc chắn. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này. Nó sẽ có cho các bác là một màu đỏ và một màu vàng. Đó. Và con này thì cái kích thước của nó sẽ là 90 x 1 mét rưỡi nhá, 90 x 1 mét rưỡi. Đấy thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và màu vàng đây. Đấy hoa văn đều rất là đẹp và kích thước là 90 x 1 mét rưỡi thì các bác có thể sử dụng rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là bình dân nhá. Đấy chỉ có 70.000 cho một cái khăn trải bàn như này thôi các bác nhá. 70k cho một cái khăn trải bàn như này. Đấy các bác lên cho em là khăn trải bàn nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, một cái màu là màu vàng như này, một màu là màu vàng như này nhá. Đấy, một màu là màu vàng và một màu nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, một màu nó sẽ là màu đỏ này các bác này. Đấy. Hoa văn hoa lá của nó cũng rất là đẹp luôn. Và kích thước của nó thì nó sẽ là 70 nhá. 70 nhân với lại 90 nhân với 1 mét rưỡi nhá. 90 nhân 1 mét rưỡi. Đó. Thì khi các bác gấp vào nó sẽ như này các bác này. Gấp đôi vào nó sẽ như này. Đấy. 90 nhân 1 mét rưỡi khá là đẹp và màu sắc thì màu hoa văn của nó rất là đẹp này. Đấy, bên trên của nó thì nó thuộc dạng như kiểu là nó dệt đấy. Đấy. In nhưng mà nó in đúng như là dệt luôn nhá. In nhưng mà đúng như là dệt luôn. Đó. Nó sẽ là thuộc dạng là vải vải bạt nhá. Vải bạt in các bạn. Đấy, cho nên nó rất là dai này. Đấy, nó là vải nhá. Nó là vải chứ không phải nó là túi bóng nhá. Đấy, nó là vải chứ không phải túi bóng, nên khi các bác dùng thì nó sẽ rất là bền. Đấy, thứ nhất là bền chắc chắn và thứ hai là nó chống nước được. Ví dụ các bác có thể đổ nước ra này mình lau đi nó rất là sạch. Đấy. Và bên shop về cho các bác thì nó sẽ có hai màu như này nhá. Hai màu. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 90 nhân với lại 1 mét rưỡi nhá. 90 nhân 1 mét rưỡi và có hai màu thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Rất là đẹp, nhàn nhã và rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, 90 nhân 1 mét rưỡi thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Rồi ok. Hello các bác nha. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước, còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Theo số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký. Đó thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký thì bên em bán theo cân nhá. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12, 13 chiếc nhá. Từ 7, 12, 13, 12, 13 chiếc. Tùy theo số lượng không nhá, tùy theo số lượng. Và tùy theo cái loại to nhỏ lớn nữa. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhé. Trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây đây các bác này. Đấy một cân của nó này. To nhỏ lớn bé này. Có to có nhỏ này. Có lớn có bé có dẹt có ba khe cho các bác nhé. Có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá. Thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác. Có cả những con vít cách điện như này nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé. Đây như cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa sinh vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy đầy đủ cho các bác luôn. Thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À có ba khe, có dẹt các bác nhỉ. Đấy. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là
viết cân ký nhá, viết cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, lên cho em là viết cân này. Đấy, lên cho em là viết cân, giá của nó sẽ là 110k. 110k nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là viết cân này. Viết cân. Đấy, giá sẽ là 110k trên 1 cân nhá. 110k trên 1 kg. Đó, trên 1 kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5 kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này. Thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho 3 chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lưỡi đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000. Còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy, 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Cảm ơn đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành thì lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi. Nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này. 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm này. Bao ship tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi như này, và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Dòng giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá. 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là
bền chắc chắn cho bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu, và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày, và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá, và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bạn này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu, giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu, lên cho em là nồi Cúc Cu nhá, nồi Cúc Cu này. Nồi Cúc Cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc Cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi, thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500, và nồi Cúc Cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá, 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy, các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ, cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy. Cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá. 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700, mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy các bác nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá.
2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bạn này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này. Đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc của nhận hàng. Đó, thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bác, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn và nó rất là an toàn nhá, rất là an toàn này các bạn. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này. Và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá. Đèn xoay giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này. Rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá này sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia cho một cái hộp như này các bác nhá. Đấy, cho một hộp long ben hắc lào này. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì hôm nay em lên cho bác một số cái bộ dao của bên em nhá, một số cái bộ dao của bên em. Đó thì nó sẽ có cho các bác là dao Nhật và dao Đức, thì em sẽ lên chi tiết từng bộ một. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái bộ dao Đức nhá, bộ dao Đức. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 7 món. Giá thì nó sẽ là 950.000 nhá, 950.000. Đó, 950.000 cho một bộ dao Đức như này. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá đó là 900 tròn nhá. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức 7 món này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là bộ dao Đức 7 món nhá. Đó. Bộ dao Đức 7 món. Bộ dao Đức này, đó, bộ dao Đức 7 món, giá của nó sẽ là 950k nhá, 950k. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho bác cái giá đó là 900.000 thôi. Các bác cứ chuyển khoản cho em 900 là xong. Lên cho em là bộ dao Đức. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một con dao gọt này. Đấy, con dao gọt. Con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, made in Germany nhá. Made in Germany. Con này chiều dài của nó sẽ là 20cm. Đó, 20cm. Con này các bác có thể dùng để gọt hoa quả các thứ đều ok hết này. Tiếp theo đến một con dao Thái các bác này. Con dao Thái này. Con này thì chiều dài của nó khoảng 30cm và hàng thì siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, rất là bén con này. Đó. Hàng thì rất là bén các bác nhá. Cực kỳ là bén luôn các bác này. Đó. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả này rồi thái này, lọc đều được hết nhá. Mũi nó nhọn như này. Các bác có thể dùng gọt hoa quả thái lọc đều được hết. Chiều dài của nó khoảng 30cm. Bản của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 4cm và dày của nó thì vào khoảng là 3 ly nhá. Vào khoảng là 3 ly. Đó, made in Germany. Giá của nó sẽ là 950.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con dao chặt này. Con dao chặt thì nó sẽ có hai con, một con là bản to và một con là bản nhỏ. Đấy, hai con này thì giá đều, hai con này thì cái cân nặng của nó đều là như nhau nhá, cân nặng đều là như nhau. Đó, hàng đều của thương hiệu Winling của Đức hết. Nó trong một cái bộ như này. Đó. Và cũng rất là bén luôn các bạn. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy, dao chặt nhưng mà nó khá là bén luôn. Đấy, con này bản to thì các bác có thể dùng để thái rất là ok, nó khá là bén nhá. Còn con này thì bản nhỏ thì nó sẽ đầm hơn một chút và các bác có thể dùng để mình vừa chặt vừa thái cũng ok thôi. Đấy. Hai con này thì cân nặng đều như nhau nhá, nặng đều như nhau. Thì nó sẽ có cho các bác là hai con như này. Hai con như này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Các bác có thể dùng để mình thái mình chặt cũng đều ok thôi. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một con kéo cắt gà nhá, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cắt gà này. Đấy, còn một con kéo cắt gà như này thì các bác dùng để mình cắt gà, cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ok các bác này. Đấy, nó rất là bén luôn nhá. Các bác dùng để mình cắt gà, cắt cá này. Cắt gà, cắt cá này, đánh vảy cá này rồi kẹp cua ghẹ cũng rất là ok luôn. Đó.
Giá thì chỉ có cho các bác là 950.000 thôi. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác cái giá là 900. Đấy, hàng rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đó. Ốp đinh nhá, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là con liếc đây. Con liếc này thì khi nào mà dao các bác dùng vài năm nó cùn thì các bác mới phần dùng đến con liếc này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên theo là bộ dao Đức, giá sẽ là 950.000 nhá. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 900. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ dao Nhật này. Bộ dao Nhật thì sẽ là 930.000. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em cũng tính cho các bác với giá 900 thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhé. Đấy. Khi các bác nhận được hàng nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này. Một cái bộ dao cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện nhé. Hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật nhé. Wattbo của Nhật đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đó. Đầu tiên thì sẽ là một cái hộp dao như này, bao gồm cho các bác là 3 dao, 1 kéo và 1 liếc. Và cũng có cho các bác là một cái giá đỡ đây, một cái giá đỡ. Đấy, cơ bản thì nó cũng như nhau thôi. Đây cái giá đỡ của nó này, đây cái giá đỡ đây các bác nhá. Đấy. Đây cái giá đỡ các bác này, đấy. Giá đỡ cũng rất là tiện ích cho các bác luôn, đây. Đấy. Thì giá đỡ nó cũng giống con kia thôi, nó cũng giống cái bộ kia thôi. Đấy thì con này cái giá đỡ của nó thì nó sẽ dày dẫn chắc chắn hơn một chút nhá, dày dẫn chắc chắn hơn một chút đó, này. Đấy, rất là ngon lành các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật này, đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng inox 304 nhá. Bình thường nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này không đã phải mất tầm khoảng 200.000 rồi, 200.000 rồi. Đấy thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, kéo cực kỳ là sắc luôn nhá. Kéo rất là sắc luôn các bác này. Đấy. Kéo rất sắc luôn. Đó, các bác theo. Đây. Kéo rất là sắc này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để mình cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều được hết nhá. Kẹp cua ghẹ ở đây cũng ok. Rất là ngon lành các bác này. Một cái kéo này các bác dắt vào đây cho em này. Đấy, dắt vào đây cho em này. Tiếp theo là một con liếc này. Đấy, một con liếc này. Đấy, một con liếc này các bác này. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một con liếc cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Đây là cái liếc của nó này. Đấy. Liếc dài khoảng là gần 30 cm. Các bác cho vào đây cho em này. Tiếp theo là đến dao này. Dao thì nó sẽ có cho các bác là 4 con dao nhá. Đầu tiên là một con dao gọt như này. Con này thì bên em có bán lẻ bên ngoài nhá. Con này bán lẻ thì giá của nó sẽ là 80.000 cho con dao gọt như này nhá. Đấy, có bán lẻ các bác nhá, có bán lẻ đấy. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây em sẽ dọc giấy bóng cho bác xem này. Đấy. Giấy bóng dai như này mà nó dọc còn đứt là các bác biết rồi nhá. Đấy. Dao phải rất là bén thì mới dọc đứt được các bác này. Đấy. Qua theo, đấy, dao rất là bén luôn các nhá. Đấy. Còn nếu mà dọc giấy bình thường như này thì nó sẽ là rất là đơn giản các nhá. Đấy. Dọc giấy bình thường này thì rất là đơn giản thôi các nhá. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao dao gọt như này dài 20 cm, Wattbo Japan này. Đó, ở đây. Japan các nhá. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con dao gọt như này giá sẽ là 80.000. Tiếp theo là đến một con dao Thái này. Con Thái này thì bên em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Đấy con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao vuông này, dao vuông. Con này bên em có bán lẻ giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Dài khoảng 30 cm. Đây, Wattbo Japan các bác này. Đó, siêu bén cho các bác luôn các bác nhá. Đây, rất là bén các bác này. Đó, rất bén luôn các bác thấy không? Siêu bén luôn. Đấy, con này thì giá cũng rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, sẽ là 180.000 là con mũi vuông. Còn nó sẽ có một con mũi nhọn như này. Mũi nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000. Các bác dắt vào đây cho em. Tiếp theo là đến cho các bác là một con dao Thái này. Đấy, một con dao Thái như này. Con này thì nó sẽ là bản vừa sinh nhá. Bản vừa sinh. Đấy. Và con này bên em cũng có bán lẻ. Con này thì vừa thái vừa băm vừa chặt được các bác nhá. Đấy, vừa thái vừa băm vừa chặt được. Rất là bén các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất bén luôn các bác theo. Đây. Đấy. Con này thì bên shop đang bán giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con dao Thái như này. Đấy, con dao Thái thái vuông như này con này. Đấy, con dao Thái bản to như này. Còn con này thì con dao chặt nhá. Con này thì nó sẽ nặng khoảng 5 lạng, Thì con này các bác dùng để băm chặt thoải mái luôn. Và hàng cũng siêu bén luôn các nhá. Đấy, siêu bén luôn. Đây, dọc dây bóng thoải mái các bác này. Đấy, dọc dây bóng thoải mái các bác thấy không? Dao chặt mà dọc được dây bóng này là các bác biết rồi. Nó rất là bén các nhá, rất bén luôn. Đây con này, rất bén luôn các bác thấy không? Đó, rất bén luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác rất là tốt luôn. Con này thì khoảng 4 đến 5 lạng nhá. Đấy thì bộ này sẽ là giá của nó sẽ là 930.000. Các bác chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác với giá 900 nhá. Lên cho em là bộ dao Nhật 7 món này. Bộ dao Nhật 7 món. Các bác lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá. Đấy, bộ dao Nhật này. Bộ dao Nhật 7 món giá sẽ là 930k. Nếu bác nào chuyển khoản hết thì cũng tính cho các bác với giá là 900. Thì bộ Nhật và bộ Đức đều là 900 hết. Thì các bác muốn lấy bộ nào thì lấy nhá. Muốn lấy bộ nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao Đức 6 món nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao Đức 6 món này. Giá của nó sẽ là 150.000 thôi. Hàng này thì
nó chỉ chuyên để thái thôi. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy, lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái. Con này thì nó có 6 món và chuyên để thái thôi, cũng có giá đỡ thứ đàng hoàng. Nhưng mà cái giá đỡ của nó thì nó sẽ là bằng nhựa thôi coi nhá. Đấy, giá đỡ bằng nhựa như này. Bằng nhựa Mica. Đấy, cũng khá là chắc chắn luôn các bác, thì có thể deco trong phòng bếp nhà mình, để trong phòng bếp nhà mình nó cũng khá là hợp lý và đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 mà cũng có tới cho các bác là 6 món luôn. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá dắt dao này các bác nhá, một cái giá dắt dao này này. Đấy. Tiếp theo là bộ dao của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi bộ dao của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 3 con dao. 3 dao, 1 kéo và 1 liếc nhá. 3 dao, 1 kéo, 1 liếc cũng đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là kéo này. Đấy, kéo nhá. Con kéo này thì cũng rất là đa di năng luôn. Đấy, kéo rất đa di năng luôn các bác này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này và kẹp cua ghẹ này, đều ok hết nhá. Có phần khuyết này. Đó. Và có giá đỡ như này, các bác cho vào đây cho em này, rất tiện ích này. Đấy, rất tiện ích, có giá đỡ như này. Tiếp theo thì đến một con liếc nhá. Đây con liếc của nó đây. Đó, một con liếc rất là ngon luôn. Các bác cũng dắt vào đây cho em. Đó. Tiếp theo là đến một con dao, đầu tiên nó sẽ là một con dao thái này. Con dao thái này dài khoảng 30 cm. Đó. Con này thì các bác có thể dùng thái lọc phi lê đều được hết. Và ưu điểm của nó cũng bén lắm các bạn. Đấy, rất là bén. Và nó chỉ có mỏng thôi, nó không dày như những con khác. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng chuyên thái nhá. Đấy, chuyên thái thì nó sẽ mỏng hơn một chút các bác này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái con thái bản to này. Đấy, thái bản to thì nó sẽ có cho các bác là hai con thái bản to. Đấy, hai con thái bản to các bác này. Đấy, đây. Các bác nhá. Đó. Con này thì thực sự ra là nó rất là mỏng thôi chứ nó không dày thôi. Nhưng mà ưu điểm của nó thì nó lại rất là sắc con này. Đấy, rất sắc luôn. Đó. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này, hàng của Nhật nhá. Đấy, bộ dao 6 món này. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút, thì con này cũng không chặt được đâu. Các bác chỉ dùng để băm nhẹ được thôi. Đấy. Và cũng rất là bén các nhá. Đấy, dọc giấy bình thường con này. Đó, cũng rất là bén luôn. Đây, Asaka Japan này. Đó. Thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao, 1 kéo, 1 liếc và 1 giá đỡ như này. Đấy, bộ sẽ bao gồm là 3 con như này. Asaka Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 và 150.000. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy. Bộ dao này, đó. Bộ dao 6 món này, đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Bộ này chỉ chuyên để thái thôi, không chặt được các bác nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên thái. Giá của nó sẽ là 150 cành nhá, 150k. Đó. 150.000 cho bộ dao 6 món chuyên thái như này các bác này. Bộ này của nó sẽ là 6 món chuyên thái các bác nhá. Đó, thì ba cái bộ dao cơ bản em gửi đến các bác xem ưng ý bộ nào thì mua. Hàng rẻ tiền có, hàng đắt tiền có các bác nhá. Tiền nào của đấy thôi, nó cũng phù hợp với cái nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các bác nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn, siêu tốt cho bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm.
Đấy là cái giá nhá. Đây cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến một con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đây, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia các bác lên mã giúp cho em đó là kia chống giật bình nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này là nó sẽ là một cái dòng ngắt điện cực kỳ là tốt và an toàn luôn.
Về nhà các bác chỉ cần là lắp hai đầu dây vào cho em. Đấy, hai cái đầu dây dẫn nước của bình đông lạnh. Lắp cho em hai cái con chống giật này vào thì nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn. Đó. Và các bác nên sử dụng con này nhá. Mùa đông thì các bác tắm bình nóng lạnh rất là nhiều và nó rất là mất an toàn nếu như các bác không sử dụng mà đường điện nó truyền xuống thì rất là nguy hiểm nhá. Đấy. Lên cho em là chống giật nóng lạnh này. Đó, chống giật nóng lạnh. Chống giật nóng lạnh giá sẽ là 40k trên một chiếc nhá. 40k cho một chiếc chống giật nóng lạnh như này. Nhưng nguy hiểm luôn trình trặc. Dù bình nóng lạnh có chống giật, bạn hãy thử xem nó có hoạt động hay không. Chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn toàn mới, bộ combo chống giật cho bình nóng lạnh đảm bảo an toàn tuyệt đối, an toàn cho mình và cả gia đình chỉ với 249k, bạn được free ship toàn quốc. Lắp đặt cực kỳ đơn giản chỉ với 5 phút, ai cũng có thể tự làm được, không cần bổ sung thêm băng tang hay keo. Chần chừ gì nữa đặt hàng ngay 0915513585. Đấy, ở đây họ bán cho các bác 249.000 các bạn. Chúng ta thường xuyên phải sử dụng bình nóng lạnh để tắm. Nhưng nguy hiểm luôn rình rập. Dù bình nóng lạnh có chống giật, bạn hãy thử xem nó có hoạt động hay không. Chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn toàn mới. Bộ combo chống giật cho bình nóng lạnh đảm bảo an toàn tuyệt đối, an toàn cho mình và cả gia đình chỉ với 249k, bạn được free ship toàn quốc. Lắp đặt cực kỳ đơn giản chỉ với 5 phút, ai cũng có thể tự làm được, không cần bổ sung thêm băng tang hay keo. Chần chừ gì nữa đặt. Đấy các bác chỉ cần là mình lắp vào cho em là xong. Đó. Thì các bác chỉ cần mình lắp vào hai cái đường dây dẫn nước là xong. Đấy thì các bác mua combo cho em là hai chiếc như này để lắp vào hai đường dây thôi. 40.000 một chiếc các bác nhé. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái một con hạc bằng đồng như này. Đấy các bác lên cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng. Đó thì nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đấy và kèm thêm cho các bác là một cái lư. Đấy một cái lư thì về nhà các bác cho cái nhang trầm vào đây. Cho cái nhang trầm vào đây thì mình có thể là đốt để mình thư giãn này, thư giãn tĩnh tâm này, hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là ok. Đấy, thì các bác treo vào đây cho em như này. Đây. Đấy, đây các bác sẽ treo vào đây. Treo vào đây các bác nhá. Đấy, thì con hạc này của nó sẽ là bằng đồng như này và chiều cao của nó thì vào khoảng là 10 cm, chiều cao khoảng 10 cm. Đấy, rất đẹp như này các bác này. Thì các bác có thể dùng để mình trang trí trên ban thờ này hoặc là dùng để mình đốt nhang mình thư giãn rất là tốt luôn. Đó thì bên shop có bán con hạc này sẽ là 60.000. Con hạc này nó sẽ là 60.000 nhá. Các bác lên cho em là hạc đồng là 60.000 và có bán kèm cả nhang như này luôn. Đấy một hộp nhang này cũng là 60.000 luôn nhá. Đấy thì các bác lên cho em là hạc đồng là 60.000 và một hộp nhang này thì cũng được khá là nhiều luôn. Đấy được khá là nhiều luôn nhá. Đó, được khá là nhiều như này thì các bác có thể về mình sẽ đốt nhang cùng với lại con hạc này luôn để cho nó tạo cái không khí ấm cúng các bác nhá. Đây là chim hồng hạc ngậm ngọc đốt trầm hương, biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc, là vật dụng phong thủy vô cùng tốt cho gia chủ. Chất liệu đồng mềm đẹp, các chi tiết tỉ mỉ tinh tế. Thu sang đông tới đốt trầm hương còn giúp căn nhà vừa ấm áp vừa khử khuẩn lại an thần tĩnh tâm. Cái này bên Trung đang đạt hơn 1 vạn lượt bán đấy các bác. Đấy các bác nhá. Bên đấy họ coi trọng phong thủy lắm. Còn đây là cái nụ hoa để bỏ trầm hương vào. Các bác chỉ cần xoay nhẹ như này là nó tách ra, đơn giản mà tiện lợi. Cái này vừa làm đồ để cô trang trí lại vừa thư thái sức khỏe. Rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Giá thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó, đây. Đấy các bác này. Rất là thư thái luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 60k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai nhá, tất 10. Đấy, một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 10 đôi, có màu trắng và màu đen như này, có màu trắng màu đen như này. Một vỉ 10 đôi. Đấy, sang mùa đông rồi, các bác sử dụng tất nhiều. Đấy. Dệt của nó sẽ là dệt 5D thoáng khí nhá. Đấy, bên trên này thì có chun này, đấy ôm chân rất là tốt luôn. Và tháng quý chống mồ hôi chân, chống nấm mốc rồi chống da mồ hôi chân rất là tốt nhá. Giá thì chỉ có 90k thôi. 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Đấy và có 9.000 một đôi thôi. Đấy hàng của thương hiệu Nai các bác này, hàng thương hiệu Nai. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Lên cho em là tất 10 này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tất 10. Đấy. Tất 10, giá thì sẽ là 90k trên một vỉ nhá. Có màu đen và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Tất 10, có màu đen và màu trắng. 90.000 một vỉ các bác nhá. 90.000 một vỉ bao gồm là 10 đôi cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũ vải này. Mũ vải các bác đội vào mùa đông thì rất là tốt luôn. Đó. Ưu điểm của con này thì các bác có thể đội bình thường như này và vào mùa đông thì các bác có thể thả cái phần này xuống này thì nó đội nó sẽ ôm vào cái vành tai cho các bác rất là ngon lành luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là mũ vải nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 80.000 cho con mũ vải như này thôi.
vừa đẹp vừa thời trang lại vừa là ôm tai nhá, ôm tai sử dụng rất là ok luôn nhá, rất là ok luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một con mũ vàng như này, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn, và ưu điểm của nó là mùa đông thì các bác đội thì thả cái này xuống nó sẽ che hết cái phần tai cho các bác luôn, còn mùa hè thì các bác lại đội như một cái mũ bình thường đó. Đây em sẽ đội cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đấy, các bác đội thì bình thường nó sẽ là một con mũ như này các bác này. Đấy, còn khi các bác cần thì mình lại thả cái phần quai này xuống này. Đấy, đội thì nó sẽ che hết tai luôn. Đó, che hết tai các bác nhìn này. Đấy, cái vành tai nó sẽ che hết như này thì các bác đội rất là ấm luôn. Rất ấm các bác nhá. Đó, đội cực kỳ là ấm áp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là mũ vải này. Giá thì con mũ vải như này thôi. Giá sẽ là 80k nhá. Lên mã giúp cho em là mũ vải, giá sẽ là 80.000 cho một con mũ vải như này thôi nhá. Đấy, lên theo là mũ vải này. Đó, mũ vải giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80k cho một chiếc mũ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái tô vít vạn năng nhá. Đấy, đây là một con tô vít vạn năng như này. Con này thì về nhà nếu các bác muốn dùng chức năng đèn thì các bác đẩy cái nắp này lên này, sau đó thì lắp cho em một viên pin con thỏ vào đây là sử dụng được đèn này. Còn ngoài ra không sử dụng đèn thì các bác sử dụng như một con tô vít bình thường. Đó, giá thì sẽ là 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở đây thì nó sẽ có các cái đầu vít như này, các bác muốn dùng cái đầu nào thì dùng, nó rất là tiện nhá. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác là 8 cái đầu vít tất cả nhá, 8 đầu vít tất cả. Và đây nó sẽ có cho các bác là một con đầu đa di năng, là nó sẽ có một con đầu nhỏ như này. Đầu nhỏ này thì các bác có thể xoáy ra này. Đấy, nó sẽ là một con vít nhỏ như này, các bác có thể đào đầu được nhá. Nó vít siêu nhỏ luôn, có thể đào đầu để mình sử dụng được. Đấy, tổng của nó sẽ là có là 8 đầu vít nhá. 8 đầu vít thì các bác lên cho em là tô vít, tô vít đèn hoặc là tô vít đa năng nhá, tô vít đa năng. Đó, tô vít đa năng như này có đèn luôn. Đó, đây công tắc bật ở đây các bác này. Đấy, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đó, tô vít đa năng giá thì sẽ là 80k cho một con tô vít đa năng như này nhá. Đấy, lên cho em là tô vít đa năng này. Đó, tô vít đa năng, tô vít đa năng giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80k cho một con tô vít đa năng như này. Con này thì rất tiện ích để cho các bác có thể sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày, rất là tiện luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp em đó là cái đèn đuổi muỗi nhá, đèn đèn bắt muỗi, đèn bắt muỗi đen. Đấy thì giá sẽ là 120.000. Ở đây thì khi các bác cắm điện vào thì nó sẽ lên cái ánh đèn màu hồng và nó sẽ thu hút con muỗi nó bay vào. Các bác có thể treo hoặc là để dưới nền đất, mình vừa làm đèn ngủ này, vừa là đuổi muỗi luôn. Đây, công tắc tắt bật đây. Đó, và các bác cứ để góc nhà đấy hoặc khu vực nào nhiều muỗi thì các bác để vào cho em. Đó là con muỗi sẽ bị thu hút bởi cái ánh hồng ngoại này và nó sẽ bay vào và nó sẽ bị tiêu diệt nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 120k. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen này, đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi. Đấy, màu đen, giá sẽ là 120k nhá. 120k cho con đèn bắt muỗi màu đen như này, rất tiện ích để các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang
bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc sạc nhanh cho điện thoại nhá. Nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá. Loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260.000 và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài. Con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nghe hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã cho em đó là loa gỗ dài. Giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270.000 nhá. 270.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany con này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đợt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200.000. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900.000. Đợt này xả cho bác giá còn là 750.000 nhá, 750.000. Đó. 750.000 cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có
hơn 100 nghìn một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhé. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhé. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700 nghìn là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700 nghìn thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700 nghìn. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn.
và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn đó. Hello các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa coi nhá. Đấy, cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con máy đuổi chuột thông minh nhá. Con này thì nó sẽ là sóng từ xung khắc nhá. Đấy thì cái sóng từ này thì nó xung khắc đối với chuột này và các loại côn trùng như là kiến gián thì đều chuột kiến gián và ruồi muỗi thì đều nó đều bị xung khắc bởi cái sóng từ này và nó sẽ bỏ đi nhá. Đấy, lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Giá chỉ có 35k thôi. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn và cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây là cái video thực tế các bác này. Và côn trùng thông minh tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào. Đó thì giá sẽ là 35k các nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia khóa chữ U nhá. Giá thì sẽ là 85.000 cho một con khóa chữ U như này. Con này thì mật khẩu để mặc định của nó sẽ là dãy số 0 như này nhá. Các bác chỉ cần để dãy số 0 này là mở được thôi. Đấy thì các bác muốn cài mật khẩu khác thì các bác để ý cho em hai cái vạch trắng này. Các bác xoay đi cho em này. Sau đó thì ví dụ để mật khẩu là dãy số 9 này hoặc các bác để 1234 tùy theo các bác. Sau đó thì các bác xoay cái vạch này lại thì mật khẩu mới của em bây giờ nó sẽ là dãy số 9 nhá. Đấy, dãy số 9 như này. Chỉ cần đảo đi một số là không mở được rồi. Cho về dãy số 9 là mở bình thường. Còn mật khẩu thì bên em luôn để mặc định là dãy số 0 thì bây giờ hai cái vạch trắng này các bác chỉ cần xoay cái này đi. Sau đó thì các bác để về dãy số 0 xoay giờ lại thì mật khẩu bây giờ lại là dãy số 0 nhá. Đó. Lên cho em là khóa chữ U. Giá sẽ là 85.000 cho một con khóa chữ U như này nhá. 85k. Chất liệu của nó thì bằng thép cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn. Các bác có thể dùng để khóa cổng, khóa cửa rất là tiện ích. Đấy, hoặc khóa xe, khóa cộ cũng được, không cần phải chia mất công nhá. Lên cho em là khóa chữ U này. Đó. Khóa chữ U nhá. Khóa chữ U giá sẽ là 85k nhá. 85.000 cho một cái khóa chữ U như này rất tiện ích luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái chai sơn inox nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sơn bằng inox thì các bác có thể dùng để mình xịt trên các cái bề mặt như là sắt thép này hoặc là các cái bề mặt mà nó hay bị rỉ sét thì các bác xịt vào cho em. Đây, đấy nó sẽ là một cái dòng sơn inox như này. Đấy, xịt vào thì nó sẽ sáng bóng như này nhá, sáng bóng như này. Đó, và nó sẽ phủ trên các cái bề mặt bị rỉ sét thì nó giúp cho các cái bề mặt này nó sẽ bảo vệ rất là tốt luôn. Nó bằng inox 316 các bác này. Đấy, inox 318 như này nhá. Inox 318. Một lọ này dung tích của nó sẽ là 350ml các bác nhá. 350ml. Giá sẽ là 80k. Lên cho em là sơn inox nhá. Giá của nó sẽ là 80k cho một cái bình sơn inox như này. 80.000 cho một cái bình sơn inox như này các bác nhá. Tiếp theo thì hai bên shop về cho bác cái đồ sản phẩm đó là cái khóa của Đức nhá. Có lên cho em là khóa Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Khóa đồng Đức, con này thì các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa cũng rất là ok. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đấy, made in Germany các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Một con khóa đúc đồng của Đức như này. Đấy, hàng rất chất lượng các bác nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k nhá. 150k cho con khóa đồng của Đức như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa. Và ưu điểm của dòng này của nó sẽ là một cái dòng khóa mà chìa tròn, thế nên là làm giả chìa thì rất là khó và chống cắt, chống trộm rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ ôm hai bên như này thì khi các bác khóa vào là cái kìm cắt của nó không thể đưa vào mà cắt được các nhá. Thì nó rất là tiện ích. Khóa thì cực kỳ bền đẹp và chắc chắn và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 150k thôi, 150.000 cho một cái khóa đồng của Đức như này. Đấy. Lên cho em là khóa đồng Đức nhá. Giá nó sẽ là 150k. Lên cho em là khóa Đức này. Đấy, khóa Đức giá sẽ là 150.000. Đó. Lên cho em là khóa Đức nhá. Khóa Đức giá
giá sẽ là 150k. Đó, 150k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy thì nó sẽ là một cái hũ như này. Dung tích của nó thì vào khoảng là 200ml kem nhá, 200ml, và về nhà thì lọ bằng thủy tinh. Đấy, và nó sẽ có một cái thìa như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp cái thìa vào cho em là mình sử dụng thôi. Đó, nó rất là tiện ích luôn, rất tiện ích như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, đấy giá rất là tốt như này. Đấy, các bác lên mã cái nắp rất là đẹp như này. Đấy, và giá thì rất là tốt nhá. Chỉ có 15k trong cái hũ gia vị như này thôi, rất tiện ích. Ưu điểm của con này thì các bác sử dụng thì chỉ cần xúc cái này là mình sử dụng thôi, không cần phải xoáy nắp, xoáy gen cầu kỳ. Đấy, nhưng mà nó vẫn khít và rất là ngon lành cho các bác luôn. 15k trong cái hũ gia vị như này. Đấy, các bác có thể dùng để mừng đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái dòng gia vị khác đều ok hết nhá. Bằng thủy tinh cực kỳ là an toàn luôn. Lên cho em là hũ gia vị nhá, hũ gia vị này. Hũ gia vị giá sẽ là 15k nhá. 15k trong cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòi cam xanh nhá. Đây nó sẽ là một cái vòi có màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh như này, và nó chia ra làm hai đường nước các nhá, chia ra làm hai đường nước. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa là lấy nước lắp một vòi vào đây. Lắp vòi vào đây để các bác xả lấy nước để mình tưới cây này. Còn cái vòi này các bác xả để rửa trực tiếp luôn, là nó sẽ có hai vòi ra như này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng này, hai đầu xả nước này. Đấy, hai đầu xả nước, một đầu xả để rửa và một đầu để các bác kết nối dây vào đây. Đó, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một cái vòi tưới cây vòng màu cam màu xanh như này. Đấy, lên thì em là vòi cam xanh nhá. Giá của nó chỉ có 50 cành thôi. 50 cành trong cái vòi cam xanh như này. Rất tiện ích luôn. Đấy, lên mã giúp cho em, đó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh này. Vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái găng tay lao động nhá. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay rất là phổ thông luôn. Lên cho em là găng tay lao động. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác các cái hạt màu trắng này, là các cái hạt cao su non, để khi các bác làm nghề, các bác cầm nắm đồ đạc nó không bị trơn trượt này, nó rất là tiện ích này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là dệt 4D, cho nên là nó rất là ôm tay nhá, co giãn 4 chiều này, ôm tay, dùng nó rất là thích luôn, như thật luôn. Đó. Và bên shop sẽ bán theo combo nhá, còn bán theo combo. Đây, em cầm bút viết thoải mái con này, cầm bút viết thoải mái luôn, rất là ngon luôn. 5 đôi thì sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, 5 đôi là 40.000, còn một bịch này của nó là 12 đôi thì giá sẽ là 70k nhá. 12 đôi 70.000, 5 đôi là 40.000. Đấy. Thì các bác mua 5 đôi, mua lẻ 5 đôi thì sẽ là 40.000 cho 5 đôi. Đó, và mua cả bịch này thì bên shop bán cho các bác với giá đó là một bịch này của nó sẽ là 12 đôi và giá sẽ là 70.000. 70.000 cho 12 đôi, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là kia hút bụi ống nhá. Coi lên cho em là hút bụi ống. Hút bụi thì bên shop rất là nhiều loại, cho nên các bác lên đúng tên đúng mã cho em. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn con này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để mình hút ở dưới, ở trên ô tô này, hoặc trên nhà, nói chung là đa di năng luôn đây. Đấy, một cái điện thoại hai lạng như này mà nó còn hút được này, coi này. Đấy, điện thoại hai lạng này nó còn hút được thì tức là những cái khác là nó hút rất là ok luôn các bác nhá. Đó, coi theo. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vòi kết nối này, các cái đầu vòi kết nối như này. Đó, để các bác có thể kết nối để mình hút này. Đấy, hoặc là có cái đầu bàn chải rồi các cái phần ống dài ra đây. Đấy. Thì các bác muốn sử dụng như nào tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhé. Đấy. Giá thì sẽ là 260.000 nhé. 260.000 cho một con hút bụi ống như này. Đấy. Lên mã giúp cho em, đó là hút bụi ống nhá. Đó. Hút bụi ống này. Hút bụi. Nó có cái ống dài cho nên lên là hút bụi ống này. Giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Con này chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Cực kỳ là khỏe và chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái lọc rác nhá. Lọc rác Thiên Nga. Đó, giá thì chỉ có 25k cho con lọc rác Thiên Nga này thôi. Hình của Thiên Nga rất là đẹp này. Giá sẽ là 25k nhé. 25.000 cho cái lọc rác Thiên Nga như này. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho bác luôn. Cái này thì về nhà các bác quặp vào cái chậu rửa này, quặp cái chậu rửa này. Rác rồi đồ ăn cơm cặn thừa thì các bác chỉ cần đổ vào đây, sau đó thì mình vỗ luôn vào cái rổ và cái thùng rác nhà mình là xong. Đấy nha các bác, chỉ cần là quặp vào cái ấy này cho em này. Đấy. Quặp vào cái vòi chậu rửa như này. Sau đó thì đồ ăn cơm cặn thừa các thứ mình cho hết vào đây chưa. Đó, rất là tiện ích nhá. Đấy. Đồ ăn cặn bã thừa rồi sau đó thì mình lại để treo các cái đồ thường lên luôn, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là đi đấy, cơm thừa này. Đấy các bác thấy không? Đấy.
Bình thường nếu các bác đổ vào chậu này thì nó lại bị tắc, mình lại phải mất công múc lên, nó rất là mất công nhá. Cho quặc vào đây, sau đó thì mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình vỗ đi là xong nhá. Đó, rất tiện ích luôn, giá thì chỉ có 25k cho cái lọc rác Thiên Nga này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái ấm pha trà nhá, một con ấm pha trà bằng inox 316 này, inox 316 các nhá. Đấy, nó sẽ là inox 316 như này. Đây, su 316 các này. Đấy, su 316 nhá, dung tích 1 lít nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê rồi pha các loại nước uống vào đây, cho vào đây nhá, cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt hoặc nước uống vào đây. Mình sử dụng nó rất là tiện ích. Các bác có thể cho vào trong cái lưới lọc này, hoặc là ví dụ các bác không cho lưới lọc, các bác cho trực tiếp vào đây thì khi các bác rót thì nó cũng sẽ đọng lại thôi. Đó, và nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Và khi rót thì mình nhấp cái này cho em này, nhấp cái này để mình đổ ra, nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1 lít, chiều cao là 65 nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 14 x 14 x 18 này. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà, giá thì chỉ có cho các bác là 110k thôi. Ấm pha trà này, giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cho cái ấm pha trà như này. Siêu tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li ông các nhá, pin li ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Đó. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này. Các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này. Các bác đẩy xuống như này. Đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn.
các bác có thể xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì biết cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra xem nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn các bác ơi. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại để giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em 20.000 để ship nữa là hoan hỉ cho các bác nhá. Đấy, cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhầm các bác nhá. Đó. Dưới 200 thì lưu ý cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ thì bên shop bán cho các bác với giá đó là 190.000 một chiếc. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai tông màu là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Và của nó là da bò tự nhiên cho nên là độ dài nó sẽ không như nhau đâu, nó sẽ khác nhau đấy các bác nhá. Đó, đây. Hàng made in USA này, made in USA, hàng của Mỹ. Hàng này thì em bao cho các bác về các bác cứ dùng gọi là các bác cứ dùng máy lửa các bác đốt thoải mái cho em, test đốt thoải mái cho em nhá. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhá. Đấy, mặt của nó thì là hàng đúc liền như này. Mặt tráng gương, hàng đúc liền cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Hàng mặt tráng gương đúc liền như này rất đẹp các bác. Đó, và sử dụng của nó sẽ là sử dụng hình thức là con lăn nhá. Con lăn thì các bác dùng nó rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần lăn vào là nó sẽ khít này, lăn vào nó sẽ khít như này. Đấy, đây, made in USA nhá. Made in USA, hàng của Mỹ. Cầm cho anh cái ví đây nào. Đó. Made in USA, hàng của Mỹ. Cầm anh cái ví đây. Giá sẽ là 180.000 nhá. 190.000 một chiếc như này. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ, hàng chuẩn da bò xịn 100% luôn. Con này các bác có thể dùng đốt thoải mái luôn nhá. Bao cho các bác về các bác test bật máy lửa đốt thoải mái cho em. Hàng cực kỳ ok cho các bác luôn. Đấy, 190.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò Mỹ này. Thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò Mỹ, giá sẽ là 190.000 một chiếc nhá. Ngoài ra thì có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, màu đen màu nâu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò nhá, ví da bò, hàng cũng rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, và nó cũng có cho các bác là hai màu, một màu đen và màu nâu như này. Đấy, cũng đều là hàng của Mỹ đây, made in USA này. Đó, hàng của Mỹ. Hàng này thì các bác biết rồi. Đấy, rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn, chất da của nó khỏi bàn luôn. Đấy, về nhà các bác test thoải mái luôn, cào cấu rồi nói chung là đốt điếc thoải mái cho em. Đó. Nó sẽ bao gồm là một ngăn thường và một ngăn khóa này, hai ngăn thường một ngăn khóa và rất là nhiều các cái ngăn khác để các bác có thể để giấy tờ. Đấy, rất là ok luôn, để thẻ để giấy tờ rất là ngon nhá. Giá thì sẽ là 120k. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò này, ví da bò, giá sẽ là 120k.
120k nhé. Nếu các bác nào lấy combo cả ví thì sẽ là 300k. 300k bao ship các bác bớt được 10.000 và bao ship combo ví cộng với lại thắt lưng, giá sẽ là 300.000 và bao ship. Còn mua lẻ thì thắt lưng sẽ là 190 và ví sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái túi thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một mẫu túi vuông hai màu, một màu là một màu xanh và màu nâu như này, màu xanh và màu nâu nhá, màu nâu xám như này. Đó, đây là màu xanh này các bác này, đây màu xanh. Con này thì cũng là 100% là da bò tự nhiên và hàng của nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, có quai đeo. Có quai đeo cho các bác đàng hoàng, quai đeo nhá. Tất cả các cái phần tai này đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết. Nói chung là con này các bác dùng thì miễn chê rồi. Độ đẹp nhất của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó. Kể cả những cái quai này của nó cũng đều máy bằng da hết nhá. Quai này cũng đều máy bằng da hết này. Đấy, chất liệu 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy, đây. Đấy, da bò cắt tự nhiên các bác này. Đấy. Có những cái phần nó hơi bị khuyết nhẹ này, các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Hàng da tự nhiên thì các bác phải thông cảm đây. Đấy, chất liệu của nó là 100% là sợi da bò tự nhiên rất là đẹp như này. Đó, và đây thì ngăn to bên trong của nó sẽ có là một ngăn thường và một ngăn khóa này. Một ngăn thường, ngăn khóa. Bên ngoài thì mặt đằng trước này là hai ngăn này, đằng sau này một ngăn phụ nữa này. Đó, và khi các bác giở ra thì nó cũng khá là rộng luôn. Bản của nó thì phình hết ra nó vào khoảng là 10 phân, rất là rộng. Chiều rộng là 20 và chiều cao này là 25 nhá. Có quai đeo như này các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi làm, mình đựng đồ đựng đoàn rất là ok. Con này các bác lên mã giúp cho em là túi vuông nhá, túi vuông. Giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, lên cho em là túi vuông này. Đó, túi vuông. Giá của nó sẽ là 180k nhá, túi vuông da bò. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn, tét tiếc đốt thoải mái chứ em, khỏi phải bàn. Đấy, cứ bật lửa lên đốt thoải mái, tránh đốt vào các phần khóa này và các cái phần chỉ may được, còn lại các bác cứ đốt trực tiếp lên phần da này chứ em. Đấy, bao đốt thoải mái luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh này, con này. Đấy, lên cho em là ví xanh thì đây nó sẽ là một con ví như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác có thể mình sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Đấy thì các bác có thể dùng để cắt móng tay móng chân, tỉa móng tay móng chân, nặn mụn tẩy da chết rồi, nói chung là nạo móng chân. Đấy, đây combo cho các bác cả một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng này, một cái bấm trẻ em, một cái bấm nhỡ này, một cái bấm khóe này, bấm lạch này để bấm khóe này, rồi một cái bấm to này kéo cắt tỉa lông mũi này, nặn mụn tẩy da chết các kiểu con này điểu luôn. Giá sẽ là 100k cho cái ví xanh như này, 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k đó. Các bác lên cho em là ví xanh này, ví xanh, giá của nó sẽ là 100k cho một con ví xanh như này, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thước móc khóa nhá. Đấy, một cái thước rút như này và các bác dùng để mình treo vào móc khóa. Chiều dài của nó là 2m, bản của nó sẽ là 60 ly nhá. Đấy, bản của nó sẽ là 6 ly. Đấy, chiều rộng của nó là 6 ly. Nó sẽ là một cái dòng thước có thể quấn tròn vào được như này các bác này. Đấy, và bỏ ra nó sẽ rút vào luôn. Thì các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa, rất là đẹp và tiện ích. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, 2m nhân với 60 ly nhá, hàng của Nhật nhá. Các bác có thể dùng để mình treo móc khóa để mình trang trí này, để co này, hoặc là bác nào chuyên làm thợ làm nghề mà cần phải đo nhanh, thao tác nhanh, có thước đây rút ra luôn, kiểm tra luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là thước móc khóa, giá thì chỉ có 50k thôi, 50k nhá. Lên cho em đó là thước móc khóa này. Đó. Thước móc khóa. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho thước móc khóa như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo tỉa các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa 24, kéo tỉa 24 hoặc tỉa 25 cũng vậy thôi. Đấy, có lô thì nó về 24 cm, có lô thì 25 cm. Hàng made in Japan nhá, made in Japan như này. Đó, đây. Kéo tỉa 24 nhá, made in Japan như này. Giá thì chỉ có 60 cành cho một con kéo tỉa này thôi. 60k một chiếc nhá, 60k một chiếc như này. Con này các bác có thể dùng tỉa cây, cắt cành, tỉa cành, tỉa dăm rất là ok nhá. Lên cho em là kéo tỉa 24, giá sẽ là 60 cành. Đó. Kéo tỉa 24 này, đó. Kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Quá rẻ luôn các bác. Chỉ có 60.000 cho một con kéo như này. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan, hàng của Nhật này. Cán của nó là bằng thép này. Đấy, lò xo chữ V kép luôn, lò xo kép này. Dùng rất là ngon, bác nào làm thợ cây cảnh, dùng để tỉa cây, tỉa cành con này thì rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Tiếp theo thì em cũng về cho các bác ngoài dòng kìm chết của Mỹ này. Hàng có thương hiệu Corotman của Mỹ nhá. Hàng này thì hàng bãi chưa qua sử dụng. Đấy, bên em thanh lý được trong cái hệ thống siêu thị. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Hàng thương hiệu Corotman của Mỹ này. Đấy, Corotman USA nhá, hàng của Mỹ. Đấy, đây. Dùng để các bác dùng để kẹp các thứ rất là ok luôn, làm thợ làm nghề con này.
chất thép của nó là thép CRV này, thép CRV cao cấp luôn các bác nhá, thép CRV cao cấp, hàng cực chất thì các bác luôn. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ, giá thì chỉ có 100 cành thôi, giá rất rẻ các bạn đó. Kìm chết Mỹ giá sẽ là 100k nhá, 100k, hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ này, Crossman đó, Crossman của Mỹ. Đấy, con này các bác dùng để kìm kẹp các thứ rất là ok luôn. Đấy, tay riếc của nó đây, rất là ngon lành. Giá chỉ 100k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là túi nam. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác một con túi nam như này. Con này các bác dùng để mình gọi là đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều được. Hàng thì nó sẽ là hàng quân đội của Nhật nhá, hàng chống nước cho các bác luôn. Hàng chống nước nhá. Đấy, đằng trước này cũng có hai ngăn này, một ngăn nhỏ, một ngăn nhỡ này. Đấy, đằng sau này một ngăn này, nó cũng giống như con túi vuông kia. Đấy, và con này kích thước của nó cũng là 20-25 giống y như con kia. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo như này. Đó. Con này thì giá chỉ có 110.000 thôi, 110.000 cho một con túi nam như này. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng và dòng túi chống nước nhá. Và con này thì cái độ mở của nó là cũng vào khoảng 10 cm nhá. Độ mở của nó lên như này thì các bác có thể để máy tính bảng, iPad, iPad, nói chung là cũng rất là đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp, xịn sò và chất lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho một con túi nam như này thôi. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật nhá. Hàng quân đội của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì thực sự là gửi tới các bác cái giá này cũng rất là tốt rồi. Các bác cũng không đi đâu mua được một con túi chất lượng như này mà giá chỉ có 110.000 thôi. Con này nếu các bác mua ở trong các cái hệ thống siêu thị hoặc là mua bên ngoài nó phải tầm khoảng 250 nhá. Lên cho em là túi nam này. Đấy, túi nam. Giá sẽ là 110k một chiếc nhá, 110.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân này. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng nhá. Đấy, 50 miếng như này. Thì các bác về các bác dùng để mình dán thải độc chân rất là tốt luôn. Đấy, miếng dán của nó thì sẽ là bằng ngải cứu và rất là nhiều các cái vị thuốc khác nhau nữa, giúp cho các bác thải độc gan bàn chân, giúp giảm đau nhức nhá. Và một hộp này của nó là 50 miếng. Lên cho em là thải độc chân, giá thì chỉ có 40.000 thôi. Thải độc chân này. Thải độc chân giá sẽ là 40k một hộp như này nhá. 40.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 50 miếng. Các bác về các bác dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. À, cực kỳ tiện ích luôn. Lên cho em là thải độc chân giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo rang nhá. Thì có hai mẫu đây. Con này thì các bác lên cho em là chảo 13, đường kính của nó là 13 cm. Thì các bác lên cho em là chảo 13. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là chảo 13 nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Chảo 13 này. Chảo 13. Giá của nó, đường kính của nó là 13 cm luôn, cho nên lên là chảo 13, giá sẽ là 80k. Đấy, con này bằng gang thì các bác có thể dùng để mình nướng thịt này, hoặc là các bác có thể dùng để chiên rán hoặc nướng đồ ăn đều được hết. Đấy, thì nó bằng gang, nó rất là dày luôn. Đó. Và đường kính của nó là 13 cm nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu to đây. Cái mẫu to này thì cái đường kính của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Mẫu này là 26 cm nhá. Mẫu này là 26 cm. Đây, hàng của nội địa của Nhật này, tem mác các thứ đàng hoàng. Đấy, có quai như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em này. Sau đó thì mình lắp cái này vào và mình xoáy cái quai này vào cho em là xong. Đó. Cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, xoáy cái quai này vào đây. Cái quai này của nó thì nó sẽ là bằng gỗ và chống nóng rất là tốt nhá. Quai kiếc rất là ngon lành cho bác luôn này. Đấy, con này thì nó vào nặng khoảng 1 cân mấy đấy, khoảng 1 cân mấy các bác nhá. Đường kính của nó là 26 cm. Thì các bác lên cho em là chảo gang 26 nhá. Chảo gang 26 giá sẽ là 170.000. Đó, lên cho em là chảo gang 26 này. Chảo gang 26 nhá, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho một con chảo gang 26 như này. Nguyên chiều dày của nó thì vào khoảng là 4 đến 5 ly nhá, dày nửa phân các bạn, rất là dày luôn. Cân nặng của nó thì khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6 nhá, nặng khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 170.000 cho một con chảo gang như này thôi. Đường kính của nó sẽ là 26 cm. Thì con này các bác có thể dùng để mình ăn bò bít tết này, ăn bò bít tết này hoặc là các bác có thể dùng để mình rang cơm hoặc là dùng để chiên xào nấu đều đồ ok hết nhá. Đó. Để các bác dùng ăn những cái đồ chiên đồ riếc ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy, nó sẽ là một con vòi sen như này, một con vòi sen như này và có kèm thêm cho các bác là cả dây luôn. Đây. Đấy, cả dây, cả đầu vòi xịt như này nhá. Cả dây, cả đầu vòi xịt như này, các bác về các bác lắp vào cho em này. Đấy. Cả dây đầu vòi xịt như này các bác này. Đấy.
và một cái đầu sen giúp cho các bác khi tắm thì nó massage rất là tốt này, có tăng giảm áp lực nước này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhé, có đóng ngắt trên tay, có điều chỉnh tăng giảm này. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan như này. Các bác lên cho em là sen cao su nhá, giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này bao gồm cho các bác là cả sen này. Đấy, có điều chỉnh các cái chế độ đây này. Đấy, và có cho các bác là tăng áp này, rồi để dùng để massage lúc mình tắm rất là tốt luôn, kỳ cọ massage luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá, sen cao su. Đấy, đợt này hàng về cho bác giá siêu tốt luôn. Trước em đang bán là 140.000 đấy, đợt này về cho bác giá siêu tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá, giá chỉ có cho các bác là một bộ như này, giá thì chỉ có 90k thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su, giá sẽ là 90k, giá cực tốt cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật cực cao cấp nhá. Rồi ok. Hello chào bác nha, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy, chiếu mây điều hòa, chiếu mây điều hòa. Đấy, chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại, điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy, hàng của thương hiệu Muji made in Japan nhá. Đấy, Muji made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy, chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy, đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy, chăn ga 5 món các bạn nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn.
thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây, chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh này các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này, đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó, hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá, 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món, giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá. Lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá. Màu Chanel. Đó. Thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng không nhá. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu. Thì đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng cho các bác luôn. Một con đèn siêu sáng như này và giá sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. 260.000 cho một con đèn hai đầu như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán giúp cho em 260 cành cho một con đèn hai đầu siêu sáng như này, có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Con này thì bên ngoài của nó thì có bọc cao su non chống va đập, chống vỡ cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con đèn pha gần như này các bác này. Đây, con này nó sẽ là pha gần này. Đấy, tiếp theo là đèn đỏ SOS cảnh báo này. Và phía đầu bên này thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn cực kỳ là pha rất là sáng luôn con này. Đấy. Cái điểm sáng của nó thì thôi rồi luôn. Con này thì hàng của Nhật và nó sẽ có một con đèn bên hông như này nữa. Và cái điểm dọi xa của nó là từ 800 đến 1200m. Hàng made in Japan. Đây, đấy. Made in Japan, Polish này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Quai cầm như này, rất chất lượng nhá. Đấy, Polish made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này thì giá sẽ là 260.000. Cầm anh cho cái đèn pin cảnh sát Nhật đây. 260.000 nhá. Đấy, con này nó sẽ là đèn hai đầu như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc khá là chắc chắn và dài luôn. Và cũng
có cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá, có chân sạc ra cho điện thoại luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu này giá của nó sẽ là 260 cành và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một mẫu đèn pin, đó là đèn pin, các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật cũng có kèm cho các bác một cáp sạc như này đây, hàng Polis này, made in Japan này. Con này thì các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, con này thì khá là nhiều chức năng cho bác luôn. Đó đây, đèn của nó thì cũng pha rất là rọi và sáng nhá, rất rọi và sáng cho bác luôn. Đấy, rất rọi và sáng này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là đèn pha rọi này, nhấp nháy cảnh báo này. Tiếp theo là các bác nhấp lì cho em thì nó sẽ lên cái đèn trắng này. Đấy, tiếp theo là nhấp lì thì sẽ lên đèn đỏ cảnh báo này. Đó, rất là tiện ích nhá. Đằng sau thì có la bàn này và có thêm cho các bác là còi hú này. Đấy, la bàn còi hú này, có chức năng là phá kính này. Đấy, nam châm hít này, rồi cắt dây này, rồi có cả chức năng là sạc ra cho điện thoại luôn. Đầy đủ các chức năng cho con đèn như này. Và có cả pin năng lượng mặt trời không nhá, có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Pha của nó thì khá là rọi như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 180 cành. 180 cành cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Con này thì khá là nhiều chức năng và cũng cái giá thì cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đèn pin cảnh sát Nhật nhá, cảnh sát Nhật này. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Các bác lên cho em là bộ ba nước hoa. Đấy, con này thì nó sẽ là bộ ba lọ nước hoa như này. Thì dòng này của nó thì các bác sử dụng là nam nữ đều dùng được hết các bác nhá. Tại vì là mùi hương của nó là trung tính. Mùi hương trung tính nhẹ nhàng, cho nên là các bác dùng cho nam cũng được, dùng cho nữ cũng được, đều ok hết. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Đấy, combo cho các bác là một hộp bao gồm cho các bác là 3 lọ như này. Đấy, mỗi lọ này của nó thì dung tích của nó sẽ là 30ml các bác nhá. 30ml, mùi hương nhẹ nhàng nam tính cực kỳ. Đấy, trung tính. Nam nữ đều dùng được cả, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà các bác nhá. Đó, 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang bán là 150k. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 140.000 thôi nhá. 140.000 cho một hộp 3 lọ như này nhá. Đấy, một hộp 3 lọ nước hoa như này, giá chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ 3 nước hoa nhá. Bộ 3 nước hoa. Đấy, bộ 3 nước hoa này. Đấy, bộ 3 nước hoa. Giá sẽ là 140 cành nhá. 140 cành cho 3 lọ nước hoa như này. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. 3 lọ nước hoa 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này. Các bác lên cho em là hộp mũi khoan đỏ. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen như này. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng thép gió phủ titan nhá. Thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý, chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Các bác có thể mua về để mình làm thợ làm nghề. Đấy, chuyên về sửa chữa các thứ cũng rất là ok. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ, hàng thương hiệu Unica Japan các bác này. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ này. Khoan đỏ giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái hộp mũi khoan đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. Bếp hồng ngoại, hàng của thương hiệu Matika. Hàng thương hiệu Matika. Con này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật. Dòng này của nó thì sử dụng điện 220V. Đấy. Bên em thì sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Đấy. Đấy, hàng thương hiệu Matika này, công suất của nó sẽ là 2000W, sử dụng điện 220V. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và mặt kính của nó sẽ là dạng là mặt kính hồng ngoại như này. Đấy, các bác dùng để mình đun các cái loại son nồi đều hợp hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu đều ok hết. Đấy, nướng niếc ngon lành. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Bếp hồng ngoại này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Giá sẽ là 500k. Đó. Giá của nó sẽ là 500k cho một con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại này thôi.
con này các bác dùng để đun nấu cực kỳ là ok luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là phủ một cái lớp sơn tĩnh điện như này đấy, cán tay cầm bằng nhôm này đó, và khá là chắc chắn luôn đó, rất hợp lý. Giá thì chỉ có 500.000 thôi, bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay hàng của thương hiệu Sato nhá. Đấy, hàng này của nó cũng là hàng liên doanh Việt Nhật. Con này thì hàng mới tinh, chưa qua sử dụng, hàng liên doanh Việt Nhật cho các bác. Dòng máy xay này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng thương hiệu Sato nhá, máy xay sinh tố đa năng này. Đấy, xuất xứ thì của Việt Nam, hàng liên doanh Việt Nhật. Khối lượng nặng là 2,1 kg, điện áp là 220V, công suất là 530W. Đấy, công ty điện tử Việt Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ ngon luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là hai cấp độ xoay như này. Đấy, chạy cực kỳ là khỏe đầm và êm ái luôn. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là ba cối luôn. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay dạng như là xay ruốc, xay riếc đấy. Đấy. Tiếp theo là một cái cối để các bác xay sinh tố này. Đấy, con này thì cái cối to này để xay sinh tố, xay cua đều được hết nhá. Và có cho các bác một cái cối nhỡ như này. Cái cối nhỡ này thì các bác dùng để xay cà phê này, xay các cái loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều được hết nhá. Đấy, có cho các bác là một bộ ba cối luôn. Và cái chân cối này của nó này, đấy, rất là chắc chắn luôn coi nhá. Đấy, chân cối rất chắc chắn như này. Đấy, combo cho các bác một con máy xay sinh tố với ba chức năng như này nhá, ba chức năng như này. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá. Bao nhiêu nhỉ? Đây, đây là cái lẫy xoáy của nó này. Đấy, lẫy xoáy của nó rất là chặt luôn các bác nhá. Lẫy xoáy rất là chặt luôn các bác. Lên cho em là máy xay sinh tố, giá sẽ là 650.000. Lỗi bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em đó là máy xay sinh tố, giá sẽ là 650.000 nhá. Đấy. Máy xay sinh tố này. Máy xay sinh tố, giá của nó sẽ là 650.000 cho con máy xay sinh tố như này. Tiếp theo thì nay bên shop rồi cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Đấy, nó sẽ là một con đầu như này. Các bác dùng để mình chuyển từ cái khoan pin hoặc là khoan cầm tay điện sang các bác dùng chức năng cưa thì nó có kèm cho các bác là ba cái lưỡi như này nhá. Ba cái lưỡi như này. Đấy. Thì nó có lưỡi cưa gỗ và cưa sắt, cưa ống nước đều được hết nhá. Lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa, giá sẽ là 80.000 cho cái đầu chuyển cưa như này, 80.000. Đây các bạn này. Thành một máy cưa đa năng, việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đầu chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọc là một giải pháp sáng tạo. Đầu chuyển đổi này cho phép bạn biến máy khoan thông thường thành một máy cưa đa năng. Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đấy, rất hợp lý luôn, giá chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên đá như này. Đấy, một hộp sẽ là 6 viên như này. Và nó sẽ là dòng đá vĩnh cửu các bác sử dụng được rất là lâu dài. Về nhà các bác vệ sinh sạch sẽ cho em, sau đó thì mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh, ngăn đá tủ lạnh. Khi nào mình cần dùng thì mình lại gắp ra như này. Đấy, gắp ra như này. Các bác cho vào cốc bia, cốc nước lọc rồi mình sử dụng, uống trực tiếp, sau đó thì mình lại vệ sinh đi mình lại bỏ vào. Đấy, giá thì chỉ có 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này thôi. Lên cho em là đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000 nhá. Đá vĩnh cửu, hàng thương hiệu Nguyên Linh của Đức này. Đó. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá sẽ là 70.000 cho một hộp bao gồm là 6 viên. Mình về mình bỏ luôn vào ngăn đông tủ lạnh mình dùng trực tiếp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia cọ vịt nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cọ vịt đa năng. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cũng rất là ok. Đấy, thì đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái bộ phụ kiện như này. Về nhà các bác chỉ cần là dán cái miếng dán lên tường, sau đó thì mình treo lên và lắp cái đầu chổi này vào cho em là xong. Đấy, rất hợp lý luôn. Đây thì giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 cho cái cọ vịt như này thôi. Lên đã giúp cho em là cọ vịt nhá, giá sẽ là 55.000. Đó, cọ vịt này. Cọ vịt giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ cọ vịt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn.
Và chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vì chất liệu của silicone mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Đến nhà hàng xóm mới biết đây là bàn chải vệ sinh. Nó có miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn chải hình vì chất liệu của silicone mềm có thể chải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể chải được. Đến nhà hàng rất là ngon lành, giá chỉ có 55k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo nhá. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo này, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc. Dòng này thì nó sẽ là bên ngoài là có một con rồng ôm như này rất là đẹp này. Đó, có màu vàng màu bạc như này. Con này thì ưu điểm của nó có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Các bác hết ga thì các bác bơm ga vào cho em, rất là đẹp các bác này. Đấy. Màu vàng màu bạc như này. Lên cho em là bật lửa Zippo nhá, có hai màu, màu vàng màu bạc như này cho em. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90k thôi. 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Con này thì khá là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình xài hút thuốc lá, thuốc lào đều ok hết nhá. Đó. Hoặc là các bác dùng ở ngoài đường đi lại thì nó sẽ là dùng bật lửa điện như này thì nó sẽ không bị tắt các nhá, không bị tắt, rất là tiện luôn. Lên trên là bật lửa Zippo có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Giá của nó sẽ là 90k một cái nhá. 90.000 cho một chiếc. Các bác lấy muốn lấy màu nào thì báo màu cho em. Đấy rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 lưu ý cộng cho em 30.000 để ship nữa. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao cai nhá. Con này thì các bác dùng để mình thái này. Đấy, hoặc là băm nhẹ cũng rất là ok. Đấy, nó cũng khá là đầm dao luôn, dao của thương hiệu Kai và siêu bén luôn. Con này thì giá sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. 120k các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi. Các bác có thể dùng thoải mái để mình sử dụng trong nhà bếp nhà mình. Đây em thử dọc dây bóng này, đấy các bác nhá. Đấy, cũng rất là ngon lành luôn. Đấy, một cái loại dây bóng dai mà nó cũng dọc rất là ngon luôn này. Đấy, còn dọc giấy thì ok rồi các bác này. Đấy, đây các bác này, rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất bén luôn. Đó, một con dao cai chất lượng như này, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, thái băm chặt đều ok hết nhá. Lên cho em là dao cai, giá sẽ là 120k. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200.000 đến đây kia. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em dưới 200.000 thì cộng thêm cho em thêm 30.000 ship nữa các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bóng 3 màu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con bóng led như này. Một con bóng led như này và màu của nó sẽ là 3 màu. Giá bao nhiêu nhỉ? 30.000 ạ. Đấy, màu của nó sẽ là 3 màu như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Đấy, 30k cho một con bóng 3 màu như này. Đây em sẽ xoáy vào cho các bác xem này. Đó. Là nó sẽ có 3 màu thì các bác cứ bật đèn và đảo chế độ đi thì nó sẽ có màu khác nhau. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là một là màu trắng này, hai là màu vàng này, ba là màu trung tính này. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này, sáng trung tính nhá. Công suất của nó là 12W nhá. 12W cho một con bóng 3 màu như này. Đó. 12W trong con bóng 3 màu như này. Con này thì dùng thì rất là tiện ích luôn. Đấy, màu đỏ này, màu vàng này và màu trắng này. Đó, 3 màu như này. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Rất là tiện ích cho bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trong quả bóng 3 màu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3W nhá. Con này nó sẽ là một cái bóng đèn 3W thế này. Đấy, một cái bóng đèn 3W đây. Đấy, con này thì công suất của nó là 3W và giá thì chỉ có 10k trong quả bóng 3W này thôi. Đấy, bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 10k trong một quả nhá. 10k trong quả bóng 3W thế này. Thì con này các bác có thể dùng để mình gọi là để ở cái khu vực nào mà thiếu ánh sáng này, cần phải sáng liên tục này và các bác đi lại này, ban đêm ăn giấc thì sử dụng con này cho em. 3W thì các bác để cả ngày nó cũng chỉ mất được khoảng là 500 tiền điện thôi, khoảng đến 1.000 là cùng thôi. Thì các bác sử dụng con này nó rất là tiện. Lên cho em là bóng 3W, giá sẽ là 10k nhé. 10k cho một quả bóng 3W như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá. Kéo cắt tôn thì con này của nó sẽ là 160.000 cho một kéo cắt tôn như này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng kéo tôn trợ lực và nó có cái độ nghiêng là 45 độ như này. Thì khi mà các bác cắt thì nó rất là tốt luôn. Đấy. Ở trong thì nó sẽ có cho các bác một cái con lò xo trợ lực, nó nằm ở bên trong. Trên khi các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng và nó nghiêng 45 độ như này thì các bác hình dung đây là một cái miếng tôn. Nếu như các bác cắt cái kéo thẳng thì nó sẽ đâm thẳng vào tay như này, nhưng khi các bác cắt cái kéo nghiêng thì nó sẽ cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới như này và cắt rất là ngon luôn. Đó. Con này các bác có thể dùng cắt tôn dày 4-5 ly
thoải mái luôn quá nhá. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, hàng nội địa của Nhật nhá. Kéo tôn trợ lực này, kéo tôn trợ lực, giá của nó sẽ là 160 cành nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Đấy, nó đây nó sẽ là một con tô vít như này. Đấy, một cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít và một cái tay công và một tay nối dài nhá. Đấy, 30 đầu vít, một tay công, một tay nối dài như này. Và bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40 cành thôi, 40 cành. Đấy, 30 đầu vít to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt tròn khác nhau thì về nhà các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó khá là tiện ích. Đây, lắp vào đầu này cho em này. Và con này các bác lắp vào đầu tay công như này thì con này các bác có thể là tăng giảm tùy theo nhá, tăng giảm tùy theo. Đấy, các bác có thể nâng lên hoặc là hạ xuống. Đấy, cho ngắn hẳn như này hoặc cho dài ra cũng rất là ok nhá. Và các bác có thể lắp vào đây này, lắp vào đây để mình xoáy này các bác này, rất là ngon lành luôn. Thì cái bộ vít như này giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi nhá. 40.000 một cái bộ vít như này. Đấy, thì đã bao gồm cho các bác combo là tay công, tay nối dài và 30 đầu vít luôn. Thì lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh này, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Có cả dây cà, dây sạc và dây quai đeo như này. Các bác có thể đeo vào cổ, đeo vào người hoặc là đeo vào cặp sách các thứ này. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Đấy, thứ nhất là có lẫy để các bác có thể để này. Đấy, có nam châm hít này. Đấy, rồi có sẽ có cho các bác là chế độ sáng này. Chế độ sáng thì nó sẽ có sáng trắng này, sáng vàng này, rồi đèn đỏ cảnh báo các bác này. Đấy, rất nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và đây con này nó sẽ kèm cho các bác là một con bật lửa nhá. Các bác giữ lì như này này. Đấy, giữ lì này thì cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy. Còn khi các bác tắt thì các bác nhấp này, giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy, các bác theo, rất là tiện nhá. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là một con bật lửa như này. Đấy, khi tắt bật các bác giữ lì cho em. Giữ lì cho cái đèn lên là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác giữ lì là nó sẽ tắt nhá. Đó. Và rất là sáng luôn các bạn, rất là sáng luôn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bật lửa cực kỳ là tiện ích cho các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bạn này. Đó. Rất tiện luôn. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ tắt nhá. Giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy. Bật đèn thì các bác bật được cái công tắc này cho em, hai cái công tắc, một cái đèn, một cái bật lửa này. Đó. Ánh sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính này. Sáng trắng của nó thì rất là sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá, 100k. Lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm này. Đó. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đựng nguyên đai nguyên kiện trong cái hộp như này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và con này thì giá bên Nhật nó đang bán là tính theo tiền Việt mình khoảng là 2 triệu nhá. Khoảng 2 triệu cho một cái vòng trầm như này. Đấy, lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp đây. Nó sẽ có 108 hạt và nó sẽ có cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này. Con này thì bên Nhật nó đang bán khoảng là 2 triệu Việt Nam đồng mình các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ là một cái con vòng bằng gỗ trầm tự nhiên, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Con này thì các bác có thể đeo vào cổ hoặc đeo vào tay tùy theo nhá. Đó. Và gỗ của nó thì nó sẽ là dòng gỗ trầm rất là thơm luôn. Đấy, gỗ trầm rất là thơm. Lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, giá thì sẽ là 50k thôi. Đấy. Vòng trầm điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá. 50k trong chiếc như này, rất rẻ mạt các bạn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái tất để các bác sử dụng trong các cái mùa đông giá lạnh này các bác nhá. Đấy, mùa đông này các bác sử dụng tất là ok. Đó, và đây là nó sẽ là cái tất hộp, bao gồm cho các bác là trong cái hộp như này và bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. Tất hộp 5 đôi. Giá thì sẽ là 80.000, 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Một hộp này của nó bao gồm là 5 đôi nhá. Hộp này bao gồm là 5 đôi. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy, rất tiện ích luôn. Một hộp này sẽ là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 trong hộp 5 đôi như này. Hàng thì của thương hiệu Nike này. Đấy, Nike đây. Đấy, hàng thương hiệu Nike. Đó, giá thì rất hợp lý rồi. Hàng co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực tốt và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp này. Đấy, tất hộp 5 nhá. Đấy. Tất hộp và nó sẽ là dòng 5 đôi thì lên cho em là tất hộp 5. Có màu đen màu ghi, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một hộp như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Các bác lên cho em là bộ dao. Bộ này là dao gì đây?
Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một bộ dao sói như này, 100k. Ở đây thì bỏ trong cái tờ giấy này. Ở đây thì bộ sẽ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 4 con dao, 4 dao, một kéo và một cái nạo. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan này, Asaka Japan. Hàng giấy để dọc. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan đấy, xé quyển sách ấy chứ. Asaka Japan như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao này, một cái nạo và một cái kéo như này. Đấy thì con kéo này các bác cũng dùng để mình đây, đấy, các bác có thể dùng để mình cắt này. Đấy, cắt này, khui bia này, mở nắp chai đều được nhá. Đấy, một con kéo rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó, đầu tiên nó sẽ là một con kéo như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là một cái nạo này. Con này thì nó sẽ là một cái nạo đây. Các bác có thể dùng để nạo hoa quả này. Đấy, nạo khoai, nạo mướp đều ok hết nhá. Một cái nạo này. Tiếp theo là sẽ là bốn con dao này. Thì nó sẽ có cho các bác đây. Hàng của Nhật này, Japan này. Đấy. Dao thì siêu bén các bác biết rồi. Đây. Đấy. Dao thì của nó không quá dày đâu nhá, nó vừa phải thôi. Nhưng mà đổi lại thì nó rất là bén các bác này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 4 em dao luôn. 4 em dao này tha hồ các bác sử dụng nhá. Đấy. Có con dao nhọn, có con dao thái bản to này. Đấy. Đều là dòng rất là bén luôn nhá. Đấy, dao nhọn có, dao thái bản to có. Đây. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đây con này. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết luôn. Đó. 4 con dao như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì lại rất là hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Combo cho các bác là 4 em dao như này. 4 em dao như này mà cái giá thì chỉ có cho các bác là một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao. 4 dao, một kéo và một nạo như này. Đây con dao con nữa này. Đấy, cũng rất là bén luôn các nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó, rất bén luôn. Combo cho các bác luôn. Đấy. 4 con dao, một cái nạo và một cái kéo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi, 100.000 cho bộ dao như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao sói nhé. Bộ dao sói. Giá sẽ là 100k. Đó. Bộ dao sói này. Bộ dao sói. Giá của nó sẽ là 100k cho một bộ như này nhá. 100.000 cho một bộ dao sói như này thôi. Con này thì quá đẹp, quá tiện ích rồi. Hàng của Asaka của Nhật đấy các bác này. Đấy. Giá thì chỉ có 100 cành thôi, 100k. 100.000 mà được tới 6 món liền nhá. Tính ra mua vào chỉ mất có 10.000 món thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác dùng là mình cho dầu vào để mình sử dụng thôi. Đó. Cho dầu vào sau đó thì mình bật lên. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng giả cổ nhá, hàng giả cổ của Nhật cực kỳ đẹp luôn. Đây nó sẽ bao gồm là một con đèn như này, về nhà các bác xoáy cái lẫy này ra này. Xoáy cái lẫy này ra sau đó thì mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt ấy, cho dầu đốt vào đây chị em. Đấy, xoáy lẫy ra cho dầu đốt vào đây nhá. Đấy, cho dầu đốt đây là mình sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp này, sơn màu đồng rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là cái bấc để các bác điều chỉnh bấc này, lẫy xoáy điều chỉnh bấc này. Đấy, và khi các bác cho đèn thì châm đèn thì các bác chỉ cần hơi nghiêng đi như này, sau đó thì mình châm vào cho em. Đó, sau đó thì mình lại bỏ ra. Con này thì các bác có thể dùng để treo này hoặc để trực tiếp trên nền đất này. Đấy, trên bàn này đều ok hết nhá. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá sẽ là 135.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy. Lên cho em là đèn dầu nhá. Đề co trang trí khá là đẹp luôn. Đó, lên cho em là đèn dầu này. Đèn dầu, giá của nó sẽ là 135k nhá. 135k cho con đèn dầu như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm. Đó là cái đũa các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đũa sứ, một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi như này. 5 đôi đũa sứ như này. Hàng thì siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Chất liệu của nó thì bằng sứ thì các bác biết rồi. Các bác dùng đồ sành, đồ sứ thì nó cực kỳ là an toàn đối với người sử dụng luôn. Thứ nhất là an toàn đối với người sử dụng này. Thứ hai là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập nhá. Đấy thì một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi dùng để ăn cơm, ăn đồ ăn này. Gắp đồ ăn rất là đẹp, sạch sẽ. Và giá thì chỉ có 60.000 cho một vỉ 5 đôi đũa sứ này thôi. Đấy. Các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Giá sẽ là 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Đó. Lên cho em là đũa sứ này. Đó. Đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa như này. 5 đôi đũa, hàng siêu đẹp này các bác nhá. Đó rồi, ok. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo.
5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đợt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn, siêu tốt cho bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này.
đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng coi nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đây. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món con này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến là các bác không nhận hàng thì nó rất là mất công. Đấy, cho nên là các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nếu mà bác nào lấy dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi tam giác nhé, chổi tam giác. Thì khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là ba chi tiết như này, một thân chổi này, một thân chổi thì con này các bác có thể xoáy vào đây chưa? Đấy, xoáy vào đây nhá, đấy, xoáy vào đây để cho nó dài ra. Còn khi gửi thì bên em sẽ tháo rời ra, đấy, và các bác lắp vào cho em. Thì tổng chiều dài của nó sẽ vào khoảng là 1m3 nhé. Và khi vắt thì các bác cho xà bông vào đây, cho xà bông vào đây vừa giặt rửa vừa vắt thì nó sẽ rất là mềm và rất dễ vắt hơn rất là nhiều so với việc là mình vắt khô như này. Đấy, kéo này cho em. Đấy, thì khi mà các bác kéo vào thì nó sẽ xoắn vào như này. Xoắn vào này là nó sẽ tự vắt luôn các nhá. Tự vắt luôn. Đấy, các bác kéo này cho em này. Đấy, kéo đều tay như này. Kéo đều tay này nó sẽ vắt vào như này. Đấy. Thì lên mã giúp cho em là chổi tự vắt. Đấy, con này thì nó sẽ xoay cho các bác là 360 độ được luôn. Xoay 360 độ để đưa hết vào các cái ngóc ngách nhá. Vừa để giặt vừa để vệ sinh rất là tiện ích. Đấy, và các bác có thể là sử dụng rất là vừa vặn cho gia đình nhà mình. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi tự vắt như này. Giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt nhá. Chổi tự vắt giá sẽ là 100k. Đấy. Chổi tự vắt này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100k một đi em, 100.000 một em nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm đầy đủ cho bác luôn. Cả dây, cả vòi xịt và cả giá đỡ như này nhá. Dây, vòi xịt, giá đỡ, ốc ác đầy đủ luôn. Hàng thì của thương hiệu Osaka Japan này, Osaka Japan. Con này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi, giới thiệu qua cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Lên mã giúp em là bộ dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 100k một bộ như này nhá. Dây dài khoảng 1m2 đây. Đấy, cả dây cả vòi xịt luôn, đóng ngắt tự động nhá. Tất cả đều bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn su 304 được các bác này. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cái bộ dây vòi xịt vệ sinh thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu đầu hàng của thương hiệu Clear của Thái nhá. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan các bác này. Đấy, Thái Lan đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear này thôi. Lên cho em là dầu gội đầu Clear, giá sẽ là 80k một lọ nhá. 80k một lọ. Dòng này thì nam nữ đều dùng được hết nhá. Nam nữ, lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Giá sẽ là 80.000. 80.000 cho một lọ như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Đấy. Nó sẽ là một con dòng ô cực kỳ là tiện ích như này. Đấy, khi các bác giả ra thì mình có cái nút bấm ở đây nhá. Khi giả ra giả vào thì đều phải sử dụng nút bấm hết nhá. Đấy, đây con này. Đấy. Khi giả ra thì nó sẽ là một cái dòng ô như này. Đường kính của nó là khoảng 1m nhá. Vải của nó thì thuộc cái dòng là vải nước đổ đầu vịt, cho nên khi bác sử dụng thì nó sẽ rất là nhanh khô và nó sẽ trơn đi luôn. Khi cho xuống thì các bác bắt buộc phải bấm như này nó mới xuống nhá. Chứ còn bình thường nếu các bác dùng mà các bác không bấm là nó không xuống đâu. Đó, mình chỉ cần bấm nó tụt xuống là mình đẩy vào thôi. Còn khi mở ra thì bấm này này. Đấy, mở này thì sẽ ra này. Đấy, còn khi cho vào thì các bác ấn cái này cho em. Đấy, tức là cho ra cho vào đều phải ấn hết nhá. Đấy, còn nếu các bác sử dụng mà không cho ra cho vào mà không ấn là không được đâu. Đó, và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái con ô Nhật tự động như này, giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, con này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó rất là tiện ích. Ví dụ như là các bác dùng để mình trên ô tô này hoặc đi xe đi cộ này mà các bác muốn cho lên thì cần chỉ bấm phát là nó lên thôi. Bấm một tay là nó đã bật lên rồi. Bình thường nếu các bác dùng là phải mất hai tay để đẩy lên thì nó rất là mất công, nhưng con này thì rất là tiện. Vải của nó thì vải nước đổ đầu vịt này, màu thì rất là sạch sẽ và đẹp. Nan thì thuộc dòng là nan kép nhá, nan kép cực kỳ bền bỉ và chắc chắn.
giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ô Nhật tự động nhé, ô Nhật tự động. Giá sẽ là 80k, ô dù Nhật 80k cho một cái ô dù Nhật như này, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Con này thì các bác chuyên để dùng vệ sinh giày dép đều ok hết này. Đấy, vệ sinh giày dép hoặc là bàn đồ kính đồ kia các bác lau cho em rất là sạch luôn. Đó thì các bác chuyên dùng để lau giày rồi là ok. Còn ngoài ra các bác có thể dùng để lau những cái thứ khác cũng được. Đó, giá thì sẽ là 20k trên bịch như này và mua 3 bịch sẽ là 50.000. Lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Các bác dùng để mình vệ sinh, lau giày, lau dép, một bịch thì của nó là 30 chiếc. Đấy, thì thoảng các bác lại lau đi cho em, đi hoặc đi đâu ra ngoài về mình lau đi. Rất là sạch sẽ, các bác không cần phải giặt. Giặt thì nó rất là nhanh hỏng giày nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp kem như này, một hộp kem một bàn cạo, một hộp kem một bàn cạo và có cho các bác là khoảng 30 lưỡi như này. Lưỡi của nó sẽ là lưỡi kép như này, thì các bác có thể dùng để mình lắp vào cái bàn cạo này, có sẵn bàn cạo cho các bác luôn và một cái hộp kem như này để các bác bôi cho nó khỏi rát nhá. Đó, để mình cạo cho nó trơn và bôi cho khỏi rát. Thì combo cho bác cả lưỡi bao gồm là 30 lưỡi, một bàn cạo 30 lưỡi và một cái lọ kem như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60.000 thôi. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trong cái bộ lưỡi kem như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini. Thì đây nó sẽ là một con bếp mini như này, rất là nhỏ gọn. Thì các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đấy. Đi học, đi làm, đi chơi, đi công tác, đi du lịch, đi phượt đều được hết nhá. Hàng của Nhật rất chất lượng các bạn. Chỉ cần mở ra như này thôi. Đó, đây là cái miệng bên trên này. Các bác có thể là dùng đánh lửa tự động lắp vào các cái bình ga Việt Nam mình đều phù hợp hết. Phù hợp hết nhá. Các phần kết nối đều bằng đồng như này. Đấy, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này, các bác mở chân ra cho em. Thì nó cực kỳ là vững chãi luôn. Đấy, nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bếp ga mini này. Thì con này dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác dùng thì rất là tiện ích luôn để mình đi du lịch này, đi học, đi làm hoặc là các bác đi câu, đi kẹo mà muốn tranh thủ được con cá đưa lên mình hấp thì mình chỉ cần mang cái song đi thôi là có luôn. Đấy, đây, như này rất là tiện này. Bếp ga mini, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái điện thoại một sim, hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đấy. Thì combo đầy đủ cho bác luôn, một điện thoại như này, kèm một pin và củ sạc nữa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con điện thoại như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là đi 150.000, 150.000 nhá. Đấy, một củ sạc này, một điện thoại và một pin luôn. Đó, một củ sạc, một điện thoại, một pin như này. Đấy, combo cho các bác luôn đầy đủ. Mới tinh, nguyên đai nguyên kiện nhá. Hàng của thương hiệu Nokia đây. Đấy, hàng Nokia, nguyên đai nguyên kiện như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Giá rất hợp lý luôn các bác. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá. Một pin, một củ sạc và một điện thoại như này. Đấy, combo cho bác luôn. Đầy đủ, hàng nguyên đai nguyên kiện. Đấy, còn nguyên trong bao bì như này nhá, Nokia này. Đấy, lên cho em là điện thoại một sim. Điện thoại một sim giá sẽ là 150k thôi, 150.000. Đấy, chả đi đâu mà các bác ra cửa hàng mà đòi mua được cái điện thoại Nokia 150.000 như này cả. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy setup hàng của thương hiệu Philips nhá. Hàng thương hiệu Philips. Đấy, công suất của nó là 3.000W. Đấy, có lô thì là 2.800, có lô thì 3.000W. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con máy xếp tóc này thôi. Con này thì bên em bán cả 1.000 con rồi. Đấy, hàng thì dây khá là dài luôn nhá. Dây cũng khá là dài luôn. Các bác dùng để mình sấy tóc rất là ok. Hàng của thương hiệu Philips, sử dụng điện 220V. Và giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành. Lên cho em là sấy tóc nhá. Sấy tóc này. Sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130k. Điện 220V. Và công suất của nó là 3.000W nhá. 3.000W, điện 220V. Lên cho em là máy sấy tóc Philips rồi ok. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác
Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50 cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con là điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con là điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là decor trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này, đấy cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào chưa? Chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn. Rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí decor ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này, em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho anh em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1m nhá và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1m luôn. Đấy, dây sống vào 1m và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1m. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy, rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên, nháy xuống. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn.
Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp không nhá. Có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con led ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó, thì các bác lên cho em là led ngọc nhá. Led ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi led ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này. Và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con led ngọc như này thôi. Lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này, rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB như này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm vào cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5 mét này là có nguồn nhá. Có nguồn, led 5 mét này là có nguồn các bác này. Con 5 mét này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này rồi, nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mã hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác cái mã hàng bên em nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Rất là hoan hỉ các bác nhá. Đó. Giá cả hợp lý và bán cho các bác cũng chương trình rất là tốt luôn. Chỉ có từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy xay khô nhá. Con này nó sẽ là một cái dòng máy cực kỳ là hiện đại luôn. Đó, các bác có thể dùng để xay ngũ cốc này, xay các loại hạt, xay cà phê, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và con này các bác chỉ dùng khô được thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đó, đây, cái hàng sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, sử dụng điện 220V thì công suất của nó là 250W. Dòng 50Hz các bác có thể dùng để xay các loại hạt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô, giá sẽ là 120.000. Máy xay khô này.
giá sẽ là 120k một chiếc nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Tiếp theo thì con này thì cái công tắc đóng ngắt nó sẽ ở đây này. Đấy, các bác đậy nắp vào, sau đó thì mình nhấp vào đây là máy sẽ chạy này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này. Đấy, American. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ly như này, một cái ly như này. Bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện này, bên trong inox 304. Dung tích của nó sẽ là 600ml. Một ngày các bác cứ uống cho em khoảng từ 3 đến 4 ly này là xong. Đây, 600ml các bác này. Một ngày thì các bác cứ uống cho em khoảng 3 đến 4 ly này là ok. Ở đây thì nó sẽ có nắp có gioăng nhá, nắp có gioăng và có nắp đậy như này. Các bác có thể mang đi học đi làm cũng đều ok hết. Hoặc nếu bình thường, nếu các bác không muốn dùng cái phần nắp này thì các bác mở ra mình làm một cái cốc uống trực tiếp như này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút bằng inox rất là vệ sinh sạch sẽ nhá. Đấy, lên cho em là ly giữ nhiệt, giá sẽ là 70 à. Con lên cho em là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một cái ly giữ nhiệt như này, 70.000 cho một cái ly giữ nhiệt như này các bác nhá. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Một con ly giữ nhiệt đẹp, chất lượng và giá thì cũng rất là hạt rẻ để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Tiếp theo thì bên shop lên cho các bác cái bảng tự xóa nhá. Có lên cho là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một cái bảng như này. Đấy, và kèm cho các bác một cái bút như này luôn, một cái bút như này. Đó, về nhà thì các bác mở cho em cái phần khóa bên này ra. Đây nó sẽ có cái lấy khóa, các bác mở cái khóa này ra cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể tha hồ viết lách cho trẻ em, viết lách tô vẽ đầy đủ các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy, không dùng nữa thì mình lại ấn cái nút xóa này, nó sẽ xóa đi này. Các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn là hàng Nhật bãi này. Đó. Cái này thì các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k cho một con bảng tô như này thôi. 50.000 cho một con bảng tô như này, rất tiện luôn. Đó, các bác có thể sử dụng cho mình cho các em nó tô vẽ này, hoặc các bác làm bên kỹ sư này, bên thiết kế này. Đấy, các bác có thể là và vạch các cái ý tưởng ở đây, sau đó thì mình không dùng nữa mình lại xóa đi, nó cũng rất là tiện ích. Lên mã giúp cho em là bảng tô nhá, giá sẽ là 50k cho cái bảng tô như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Đấy, nó sẽ là một con ấm rất là tiện ích như này. Lên mã cho em là ấm mặt trời. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay gấp như này này. Đấy, một cái hũ đựng trà này, một hũ đựng trà như này nhá. Tiếp theo là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay như này nhá, không quá to không quá nhỏ các bác. Pha trà thì từ 3 đến 5 người uống cũng ok. Đó, và nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này, 6 cái chén nhá. Đất thì nó sẽ là dòng đất nung của Nhật nhá. Đấy, một cái khay như này, một khay bằng nhựa này. Tiếp theo là một cái khay bằng tre này. Đấy, khay bằng tre này để các bác úp cốc úp chén lên này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Và một cái hũ pha chè như này, kèm một cái khay gấp như này. Đó, chọn bộ sản phẩm như này. Bao gồm cho các bác là 6 chén này, một hũ đựng chè này. Hũ này các bác pha vào cái chuyên này thì được khoảng 4 5 chuyên nhá. Đó. Thì các bác hết các bác lại cho vào cho em. Và thêm cho các bác là một cái khăn như này nữa, một khăn lau như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Và đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời giá của nó sẽ là 140.000, ấm mặt trời này. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có hơn 100 cành cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Rất là đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận. Nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng pin nhá, có sẵn pin bên trong rồi. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, có kèm cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm sạc vào. Và có một cái hộp bút đây, có hộp bút thì về nhà các bác đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em. Đấy, hộp bút này thì nó vừa đặt vào đây, nó vừa là giữ cho cái này nó vừa chắc chắn này. Và nó cũng là để các bác đựng bút sách luôn. Đấy, cho bút vào đây cho em, rất là tiện này. Bật lên này các bác này. Đấy, có cái công tắc ở đằng sau này. Đấy, các bác chỉ cần nhấn lên này cho em là xong. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận nhá. Con này nó hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là ok thôi. Đó, con này nó để lâu nó hết pin các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, thì combo sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả cáp sạc luôn. Đây, để em thử con khác xem. Cả đèn cả cáp sạc luôn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành cho một cái đèn này thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Cái này thì hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó sẽ hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây các bác này. Đấy, cũng khá là sáng luôn. Có ánh sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Đó. Đây. Đấy, sáng mạnh sáng yếu đầy đủ cho các bác luôn. Và nó có nút cảm biến đây, các bác chỉ cần chạm tay này nó sẽ lên này. Đấy, rất là hiện đại và tiện ích nhá. Đấy. Thì con này công suất của nó là 10W nhá. Công suất của nó là 10W và giá thì chỉ có 100 cành thôi.
Đấy, con này công suất là 10W. Các bác có thể dùng để làm đèn học này, đèn ngủ này. Đấy, hoặc là đề co trang trí cũng rất là ok, nói chung là cho vào đâu cũng được, cũng rất là hợp lý thôi. Và giá thì chỉ có cho các bác là cho con này ra cắm sạc. Giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn học nhá, đèn học này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy, 100.000 thôi. Công suất của nó là đây. Đấy. 10W này, sử dụng điện của nó là cắm sạc nhá, cắm sạc rất là ok luôn. Giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một con dòng dao thái như này và nó sẽ có cho các bác là một cái lỗ đây các bác này. Đấy, lỗ này để các bác treo. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 120 con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? Đây, dao thì rất là bén luôn con này. Đấy, dao rất là bén luôn con nhá. Đấy. Con này thì con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? 125.000 con nhá, 125.000. Dao thì siêu bén luôn các bạn. Đây, rất bén luôn con này. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn. Hàng của Nhật đây. Made in Japan các nhá. Đó. Con này thì các bác dùng thái và băm nhẹ, băm thịt, băm thiếc, băm thịt nạc, băm nhẹ rất là ok. Đó, nó nặng khoảng 2 lạng gì đấy các bác nhá. Đó, cán liền thân như này. Dao thì phải nói là rất là bén rồi các bác này. Đấy, rất là bén rồi. Đó, giá sẽ là 125k cho con dao thái lỗ như này. Đấy, lên mã giúp cho em là dao thái lỗ nhá, dao thái lỗ. Giá sẽ là 125.000. Đấy, dao thái lỗ này. Dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 125k nhá. 125k cho con dao thái lỗ như này. Con này thì khá là vừa xinh và tiện ích cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn là mini nhá. Bàn là mini. Thì đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này. Đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Đấy, con này thì có điều chỉnh tăng giảm áp này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi như này. Một cái tay cầm thì nó để đựng nước vào đây luôn. Các bác cho nước vào đây cho em. Đấy, cái đầu này để các bác tháo ra này, cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, và khi sử dụng thì các bác nhấp cái lẫy này là nước nó sẽ xịt ra đây này. Đấy, mâm của nó là mâm gang khá dày dẫn luôn và độ nóng rất là nhanh và có điều chỉnh luôn. Và có thể cho xuống như này. Cho xuống như này thì các bác có thể gấp gọn để mình mang đi du lịch, đi công tác cũng rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135.000. Đó, bàn là mini này, bàn là hơi nước nhá, hơi nước mini, giá sẽ là 135k nhá, 135k cho con bàn là hơi nước mini các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng tròn nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cặp lồng tròn. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là một con cặp lồng như này và có 2 tầng nhá, có 2 tầng. Đấy, thì mỗi tầng của nó sẽ là một cái bát luôn, một cái bát như này. Đấy, khi tháo rời ra nó sẽ là một cái bát như này. Nó sẽ là bằng một con bát inox cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok, hoặc mang đồ ăn đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, khi các bác cho vào thì mình chỉ cần trồng cái này, sau đó thì sập lẫy vào cho em là xong. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Và trên này thì nó có rong luôn nhá. Các bác có thể đựng canh, đựng rượu thoải mái. Đấy, bên dưới thì mình đựng cơm, đựng thực phẩm, thức ăn. Bên trên thì mình đựng canh. Và đây nó sẽ có cái nắp để mình xả hơi này. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá thì siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Cặp lồng tròn. Đấy, cặp lồng tròn giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45k cái cặp lồng tròn như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình mang cơm đi học, đi chơi, đi làm, hoặc là các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Để bỏ tủ lạnh mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, hàng bằng inox 304. Giá thì chỉ có 45k cái cặp lồng tròn như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá. Bình tưới cây thì các bác lên xem là hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây thì nó sẽ là một con hồ lô như này. Các bác dùng để mình tưới cây. Thì bên em còn một ít cái dòng của Việt Nam, Hàn Quốc nữa. Dòng Việt Nam, Hàn Quốc này thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 80.000 thôi. 80.000 cho con Việt Nam, Hàn Quốc như này. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Nhật này. Đấy, con hàng của Nhật này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hai hàng thì đều như nhau nhưng một hàng là liên danh. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng liên danh giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhá. Đấy, thì con này giá sẽ là 80.000. Bán thanh lý nốt cho các bác, xả lỗ luôn. Còn con này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Đấy, tất cả đều là có điều chỉnh full này. Rồi có cả van xả hơi này, van xả hơi rồi có lẫy khóa này. Đấy, nói chung là rất là ngon lành luôn. Lên cho em là hồ lô tưới cây nhá. Cái con của Việt Nam này thì thanh lý nốt cho bác giá 80k một chiếc. Còn con của Hàn Quốc này thì bên shop cũng vẫn đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hồ lô tưới cây. Đó, hồ lô tưới cây. Lên cho em là hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây.
Đấy, con của Nhật là 120k nhá, còn con của Hàn Quốc là thanh lý nốt cho bác với giá là 80.000. Đó. Thì em chỉ còn 3 4 con của Việt Nam này thôi, thanh lý nốt cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, nó sẽ là một con tô vít đen như này. Đấy, và kèm cho các bác là một con tô vít này và 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau, 6 cây vít 12 đầu khác nhau. Các bác chỉ cần lắp vào này cho là xong này. Đấy. Thì các bác dùng để xoáy này. Xoáy trợ lực rất là tốt luôn. Đó, xoáy thì trợ lực rất là tốt nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực. Một con tô vít đen trợ lực như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Đấy, thì các bác sẽ có cho các bác là 12 đầu vít nhá, 6 cây nhưng mà mỗi cây nó là một đầu cho nên là các bác có hẳn là 12 đầu vít nhá. 12 đầu vít kèm thêm cho các bác là các cái đầu để các bác xoáy các cái chi tiết khó cũng rất là ok luôn. Đấy, 12 đầu vít như này. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực này. Đó. Vít đen trợ lực. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy, thả vào cái xô nước này. Đấy, lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó, bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể xịt rửa xe này.
Đấy, rửa xe máy coi nha, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy coi này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, coi theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân coi này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra xem nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Xịt rửa xe coi này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn ạ. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đấy. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. À, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây, xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước, còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký. Đó thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký thì bên em bán theo cân nhá. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12, 13 chiếc nhá. Từ 7, 12, 13, 12, 13 chiếc. Tùy theo số lượng thôi nhá, tùy theo số lượng. Và tùy theo các loại to nhỏ lớn nữa. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhá. Trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây đây các bác này. Đấy, một cân của nó này. To nhỏ lớn bé này, có to có nhỏ này, có lớn có bé, có dẹt có ba khe cho các bác nhá. Có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy, và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá. Thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác. Có cả những con vít cách điện như này nữa nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé. Đây, những cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa xinh, vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À, có ba khe, có dẹt các bác nhỉ. Đấy. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là vít cân ký nhá. Vít cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là vít cân này. Đấy, lên cho em là vít cân, giá của nó sẽ là 110.000 nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít cân này. Vít cân, đấy, giá sẽ là 110.000 trên một cân nhá.
110k trên 1kg, đó trên 1kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá, 60k trên 0,5kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này. Thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho 3 chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lưỡi đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000. Còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy, 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Hello chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ mua từ 200.000 là bên em bao ship, dưới 200.000 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa, rất đơn giản vậy thôi. Và đơn hàng trên 1 triệu thì yêu cầu là phải cọc trước, còn dưới 1 triệu bên em đi đơn bình thường. Mã đầu tiên bên em về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái vít V15 nhé. Có lên mã cho em là V15. Con này thì giá của nó sẽ là 150 cành cho một con vít V15 như này. Ở đây của nó thì bên trong của nó sẽ là 14 đầu vít cho các bác luôn. Có sẵn 14 đầu vít hàng của Japan, của Nhật này. 14 đầu vít trong đó có bao gồm cho các bác là to, nhỏ, lớn, bé, tròn, lục giác, ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Đó, và các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Con này thì ưu điểm của nó là có 5 châm hít này. Đấy, và có xoáy nhanh nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều 180 độ như này. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều và có xoay 180 độ thì khi các bác đưa vào các cái vị trí, các cái ngóc ngách đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150k cho một con tô vít như này thôi. Và nó là hàng đa di năng, đầy đủ các cái đầu vít như này thì các bác làm thợ, làm nghề sửa chữa hoặc là sử dụng lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Đó, và của nó sẽ là hỗ trợ xoáy nhanh nhá. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều và có cho các bác là tay lắc như này, dùng nó rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vít V15 nhá. Lên cho em là vít V15. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là V15 này. V15. Giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con vít V15 như này. Đơn hàng các bác cứ gom vào mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc ắc quy nhá. Thì bên shop có hai mã. Một mã là sạc ắc quy là 12-24. Con 12-24 thì sẽ là 290.000. Con này thì có cho các bác là khử sun phát này, chống đảo chiều này, rồi là tự động ngắt khi bình đầy này các bác nhá, đầy đủ các chức năng luôn. Khử sun phát này, rồi là giúp cho bình không bị già nhanh này. Đấy, khử sun phát giúp cho bình không bị già nhanh này, rồi có chống đảo chiều này, rồi bình tự ngắt hết luôn. Con này thì các bác có thể sạc cho áp quy 12V và 24V đều được hết nhá. 12V 8A và 24V 4A này. Đó, hàng này thì nó sẽ là một cái hàng mà xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá, xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đấy, Anh này, Đức này, Anh này, Đức này. Đấy, rồi Tây Ban Nha này, Nga này, Hàn Quốc này con này. Đó, nói chung là xuất đi rất nhiều nước luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên mã giúp cho em là sạc ắc quy này, sạc ắc quy 12-24 giá sẽ là 290k nhá. 290k cho con 12-24 này. Ngoài ra thì bên shop có cho cái con là 12V và 5A. Con này thì chuyên sạc cho bình 12V thôi. Con này nó chỉ sạc được cho bình 12V thôi các nhá. Đó. Nó sẽ sạc cho bình 12V. Đấy, cũng là cùng một hãng thôi, cùng một hãng của thương hiệu Foxer này, thương hiệu Foxer. Và hàng thì cực kỳ cao cấp và nó xuất cũng đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc bình 12. Đấy, con kia thì nó là sạc 12-24, còn con này nguyên sạc 12 thôi. Thì lên cho em là sạc bình 12 nhá. Sạc bình 12 này. Sạc bình 12V giá sẽ là 190k nhá, 190k. Đó, cũng các chức năng như nhau là đều là khử sun phát này, chống đảo chiều này, rồi giúp cho tự động ngắt này, tự động ngắt cho các bác khi mà sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, tất cả combo như này.
Và giá thì sẽ là con to này thì con này là 12-24 là 290 bao ship, còn con này thì 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là vít V15 nhá. Đấy, lên cho em là vít V15. À xin lỗi các bác là V46 nhá. Bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 46 chi tiết tất cả, bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này, đầu vít rồi tay công tay nối dài rồi đầy đủ các chi tiết cho các bác như này luôn. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này thì sẽ bao gồm cho các bác chọn bộ sản phẩm như này luôn. Và cái giá thì cũng rất là tốt nhá. Bao gồm cho các bác là một tay xoáy nhanh này. Con xoáy nhanh này có đảo chiều luôn nhá. Đấy, tay xoáy nhanh có đảo chiều con này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là đầu lục giác thì sẽ là từ 4 đến 14 này. Đầu lục giác lên từ 4 đến 14 và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này. Các đầu vít có bi này thì các bác chỉ cần lắp vào này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, đầu vít đây. Đấy. Đầu vít của nó thì nó sẽ có cho các bác là 22 đầu vít các loại đây. Đấy, ba khe lục giác tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Và con này nó sẽ có một cái tay ngót nghéo như này nhá. Một tay ngót nghéo như này này. Đấy, một tay vít, một tay công này rồi các cái tay nối dài đầy đủ cho các bác nhá. Tay công ngang, công dọc đầy đủ cho các bác luôn và các cái đầu vít như này. Đấy, một cái bộ đồ nghề sửa chữa rất là tiện ích như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 160 cành thôi. 160 cành cho một cái bộ vít như này thì bộ này thì quá chấm hết rồi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. V46 giá sẽ là 160k. 160k cho con V46 như này. Con này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc, các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Sạc nhanh. Đấy, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k. Thì con này bao gồm cả củ cả dây luôn. Cả củ cả dây chuyên dùng cho điện thoại iPhone này. Đấy, iPhone 14 Pro Max. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc như này, một củ sạc và kèm cho các bác là một dây nhá, một củ một dây như này. Combo cho các bác hai món luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Giá cực kỳ là hợp lý luôn nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 160k. Bao gồm cho bác là cả củ cả dây luôn. Lên theo là sạc nhanh iPhone nhá, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Các bác lên theo là Thunder A1 thì con này là combo cho các bác luôn, bao gồm là một cái Thunder này, một đầu cạo râu và một tỉa lông mũi nhá, một cạo râu, một tỉa lông mũi và một cái máy Thunder như này. Đấy, một con Thunder. Thunder này thì các bác dùng đa di năng luôn, vừa để cắt tóc vừa để chấn viêm được luôn nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái cữ bảo vệ này. Đấy. Con này các bác dùng để cắt tóc này. Đấy. Cắt tóc, cạo râu này rồi chấn viêm đều được hết nhá. Dòng này ưu điểm của nó thì nó sẽ là không ăn da cho nên các bác dùng nó rất là đã. Đấy, về nguyên con Thunder như này thì combo cho các bác luôn, chọn bộ sản phẩm như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy, các bác bật lên cái này để mình cạo râu này con này. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó, râu nó đứt xoẹt xoẹt các bác nhá. Đấy. Khi cạo thì các bác nhấp nhả vào cho em. Đó. Lưu ý các bác thì mình phải nhấp nhả nhá, nhấp nhả để cho cái màng này nó ăn vào này. Đấy, sau đó thì các bác lại xoáy cái này ra này, xoáy cái này ra và bắt đầu mình đưa cái đầu này vào để mình dùng để mình tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi thì lại lắp cái đầu này vào cho em. Đó thì combo cho các bác bao gồm là 3 chức năng: cắt tóc, chấn viêm, cạo râu và tỉa lông mũi. Đấy, tỉa lông mũi thì các bác lắp cái đầu này vào để mình cắt này. Và ưu điểm của nó là lưỡi xoay bên trong cho nên khi các bác dùng không bao giờ lo bị rách nhá. Đấy, bị rách hoặc bị đứt da đứt thịt, rất là ngon lành luôn. Giá thì các bác lên cho em là Thunder A1 nhá. Thunder A1. Giá của nó sẽ là Thunder A1 này. Đó, lên cho em là Thunder này. Thunder A1 giá sẽ là 160k nhá. 160k cho con Thunder A1 như này. Đấy. Hàng thì hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện đựng trong cái hộp như này. Đó, hàng rất chất lượng cho bác luôn, 160k nhá. Đấy, lên cho em là Thunder A1 160.000. Các bác có thể dùng để vừa cắt tóc vừa cạo râu, tăng đơ chấn viêm đều ok hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động đây. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Đấy các bác nha, lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn cảm ứng chuyển động này. Đấy thì nó sẽ là một con đuôi như này, có ốc ác các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là hai dây này, về nhà các bác đấu trực tiếp vào nguồn điện của mình, xoáy bóng vào đây cho em. Đây nó sẽ có cái mắt cảm biến này, khi có người qua thì nó sẽ tự bật tắt.
và nó sẽ có chế độ điều chỉnh là sáng nguyên ban ngày, hoặc là nguyên ban đêm, hoặc cả ngày cả đêm, hoặc là chế độ điều chỉnh là thời gian sáng 16 giây, 32 giây và 262 giây. Đó. Giá thì chỉ có 60 cành thôi, giá 60 cành các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 100 đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn này, đuôi đèn cảm ứng nhá, cảm ứng. Giá của nó sẽ là 160k. À xin lỗi các bác là 60k nhá. 60k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 60.000 một chiếc thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá. Nước hoa sáp thì đây nó sẽ là một cái dòng nước hoa mà nó sẽ là bằng sáp thơm. Con này thì cực kỳ là thơm luôn. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng thường ngày, rất là tiện ích. Đấy, và nó không có cầu kỳ. Ở đây thì nó sẽ là dòng nước hoa của Pháp này. Đấy, Paris các bác này. Đấy, rất là thơm luôn. Nước hoa của Pháp cực kỳ là thơm luôn nhá. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. Các bác lên cho em là nước hoa sáp, giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ có bao gồm cho các bác là ba cái típ nhỏ như này, ba típ nhỏ như này. Và nó sẽ là dòng sáp thơm như này thì các bác chỉ cần lấy một ít này thôi. Sau đó thì các bác có thể thoa lên tay này. Đấy, thoa lên tay hoặc là lên vai, lên cổ đều được hết nhá. Nó rất là thơm luôn. Và mùa này thì các bác vừa dùng để làm nước hoa, vừa dùng để dưỡng da luôn. Dưỡng da nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu lắm. Và nó sẽ có ba mùi hương khác nhau. Đấy, ba mùi hương khác nhau. Hàng của Pháp đây, Paris các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa sáp nhá. Đấy, nước hoa sáp. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp nước hoa sáp như này. Đó. Lên cho em là nước hoa sáp này. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp bao gồm là ba hộp nhỏ cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đây nó sẽ là một cái con cam đặc biệt cho các bác luôn. Bao gồm là cam này, ốc vít rồi đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm cho các bác. Đây thực ra nó chỉ là một cái con đèn thôi các bác nhá. Thực ra chỉ là một con đèn thôi. Có cảm biến nhá, chuyển động, cảm biến chuyển động. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ tắt. Và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Cho nên là các bác về nhà thì cứ thế là mình sử dụng thôi. Rất là sáng và mình không cần phải sạc siếc gì cả, mất thời gian. Đấy các bác nhá, mất thời gian. Đó, và không cần phải dây dợ lằng ngoằng. Có cả đai như này để cho các bác đưa vào. Đấy, có cả điều khiển từ xa luôn nhá, có cả điều khiển từ xa để các bác có thể dùng để mình điều khiển, nó cũng rất là tiện. Giá thì một con cam mô hình như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là một con cam như này giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một con cam mô hình như này. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Cam mô hình này. Cam mô hình. Cam mô hình giá của nó sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k một chiếc. Con này về dùng thì rất tiện ích luôn. Bát vít lên tường như này thì các bác có thể dùng để cam để vừa là lấy sáng này, vừa là chống trộm chống nước đều ok hết. Giá chỉ 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cặp lồng hấp nhá. Ở đây nó sẽ là một con cặp lồng như này. Bao gồm cho các bác là 2 tầng. Đấy, các bác lên cho em là cặp lồng điện. Cặp lồng điện. Đấy, nó sử dụng bằng điện 220V. Và đây thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng nhá, 2 tầng và có cho các bác là 4 cái ô inox như này. 2 tầng và 4 cái ô inox như này các bác này. Đấy, 4 ô inox như này luôn. Thì cái này thoải mái cho các bác sử dụng rồi. Đấy, không lo mình không lo bị thế này thế nọ được. Đấy, inox 304 sáng bóng rất dày dẫn nhá. Bình thường nếu các bác mua lẻ một cái ô này thôi cũng đã mất phải đi tầm khoảng là 40.000 trong cái ô như này rồi. Đấy, thế mà bên em bán một cái cặp lồng như này, cả cặp lồng, cả ô đất, cả dây nguồn dây nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Mà giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đế bằng gang như này. Đấy, bằng nhôm gang như này. Thì về nhà là các bác cho nước vào đây, sau đó thì bật công tắc này lên. Đấy, bật công tắc lên và cắm trực tiếp điện 220 đây, chân cắm đây. Nó đúng như một cái nồi cơm điện luôn. Đây. Đấy. Điện 220V, dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, và công suất của nó là 200W. Thì các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, rồi hâm nóng thức ăn rất là tiện ích. Đấy, thì lên cho em là cặp lồng điện, giá chỉ có 180 cành thôi. Ở đây thì kèm cho các bác cáp, cắm các thứ đầy đủ luôn. Đấy, hàng thì rất là chất lượng cho các bác luôn. Về nhà các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Ví dụ các bác mang cơm đi học, đi làm, đi đến cơ quan công sở này, hoặc là các bác dùng ở trong gia đình cũng được, không có sao cả. Ví dụ mình muốn giữ nóng đồ ăn thì các bác cứ lắp vào cho em. Đấy, lắp vào cho em là mình sử dụng để mình giữ nóng đồ ăn cũng rất là ok. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Đấy, đậy vào nó rất là chắc chắn, là quay sách quay đeo như này rất tiện luôn. Nên cho em là cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện.
giá thì chỉ có cho các bác là 180k thôi. Đấy, lên xem là cặp lồng điện này, cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện giá sẽ là 180k cho em cặp lồng điện như này, rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái băng keo trong nhá, lên xem là băng keo trong. Con này thì nó sẽ là băng dính hai mặt, các bác dùng để dán ổ điện này hoặc dán các thiết bị khác đều ok. Giá của nó sẽ là 25k cho một cuộn băng keo trong như này, 25.000 cho một cuộn băng keo trong như này nhá. Đấy, bản của nó thì khoảng 2 cm và chiều dài của nó thì khoảng 5m. Đó, lên xem là băng keo trong. Con này thì các bác có thể dùng để dán đa chức năng được luôn, dây điện, dây điếc rồi các cái thiết bị đều ok hết nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Chuyện là có một số bạn kêu tôi lấy cái băng keo nano này để làm con này con kia đi. Ừ thì thấy cũng đơn giản á, hồi bắt đầu nhét keo này nha. Làm cũng y chang người ta vậy đó, mà tới cái đấy các bác có thể dán đồ đoàn các kiểu này, đấy rồi dán khung tranh này, đấy dán ổ điện này, rất tiện ích các bạn, đấy rồi dán cục wifi này, rồi nói chung là dán cái gì cũng được, nó rất là tiện ích nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi, chỉ có cho bác là 25.000 cho một cuộn băng keo trong như này, lên cho em là băng keo trong nhá, giá sẽ là 25.000 rồi ok.